chương 1620, càn quét lớn hạ. Vẫn là kho báu dưới lòng đất, vẫn là cái muốt vuốt to cắm vào kia, tỏa ra hàn quang. Hai người cẩn thận từng ly từng tí rời đi, nữ hoàng đại nhân có chút vất vả, nhưng có viên gạch ở tay, vượt qua cũng tạm được. Bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, nơi này tổng cộng có 14 ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có một cung điện. Dựa theo suy tính, 13 cung điện còn lại phân biệt là nơi ở của Khai Vân Vương cùng thập nhị tướng. Đi, càn quét đi, Lăng Hàn tự tin tràn đầy, hiện tại hắn có thêm một tấm thánh nhân pháp chỉ, còn có một giọt thánh vương tinh huyết, sức lực 10 phần. Đối phó mấy hàng hà cảnh đương nhiên không cần dùng đến thánh vương tinh huyết, kia là tiêu hao phẩm, nhất định phải dùng ở đối phó cá lớn, bởi vậy, hắn nhiều lắm là lấy ra tấm thánh nhân pháp chỉ kia, ngược lại uy lực cũng giảm gần đủ rồi, hắn cách chiến lực như vậy cũng không xa, dùng không tiếc. Ồ, bọn họ lên một ngọn núi, bậc thang nơi này cũng là thần thiết lát thành, nhưng không phải cấp 16, mà là cấp 15. Đây là đỉnh núi của Khai Vân Vương, so với ngọn núi chính yếu hơn một chút. Thu, Lăng Hàn không chút khách khí, một đường cậy lên đỉnh núi. Trong lúc này mấy người hồ sán cũng nhìn thấy bọn họ rời đi ngọn núi chính, nhưng không có chạy tới đánh nhau. Đúng rồi, bọn họ không vội ra tay, là cố ý để chúng ta thu thập bảo vật, sau đó bắt chúng ta, những bảo vật này tự nhiên quy về bọn họ hết thảy, cũng có thể tiết kiệm chút thực lực cùng khí lực của bọn họ. Lăng Hàn rất nhanh đoán ra hắn cùng nữ hoàng nhìn nhau nở nụ cười, đều lộ ra nụ cười. Ai đánh cướp ai còn không nhất định a à? vậy chúng ta cũng không vội ra tay. Lăng Hàn nhìn thấy mấy người hồ sán cũng đang đào bậc thang, cái này còn nói hắn nhà quê, sách. Một đường đào lên đỉnh ngọn núi, này là một tòa cung điện, nhưng bảo vật không nhiều, Lăng Hàn chỉ tìm được một ít gấm vóc, đây là thứ tốt, dùng tàm ti cao tới cấp 17 thêm vào thần thiết kéo tơ dệt thành, không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn có hiệu quả tá lực rất tốt. Cứng cỏi không giống tá lực, chỉ là cứng cỏi, tỉ như quần áo, vậy một kiếm đâm tới, xác thực đâm không ra, nhưng lực lượng lan truyền, tương tự có thể tạo thành hiệu quả thương tổn. Nhưng lại thêm tá lực liền không giống, tương đương với vận chuyển nguyên lực đi trung hòa công kích, vậy chịu đến đả kích sẽ tiến thêm một bước giảm nhỏ. Nếu như còn có thể lại gia nhập thêm trận pháp, ý chí võ đạo, vậy kia chính là bảo y. Kỳ thực, cái rèm gấm này là màn trướng trên giường, khai vân vương người ta căn bản khinh thường dùng những thánh liệu này làm thành dụng cụ bảo vệ. thể tử, những cái này có thể làm nhiều thứ tốt. Kha kha, chúng ta phát tài." Lang Hàn cười to, Nữ Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Kỳ thực cũng làm không được bao nhiêu món, làm bảo y rất tiêu hao vật liệu. Có thể làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu." Lang Hàn cũng biết đã phát tài to rồi, đáng tiếc, tòa cung điện này không phải thánh liệu dựng lên, mà là vật liệu cấp 16, vấn đề là nó quá kiên cố, Lang Hàn căn bản phá không được. Lúc này, hắn kỳ thực phải cảm tạ móng vuốt kia, nếu không có nó chọc thùng chủ điện, Lăng Hàn cũng thu không được thanh nguyên ngọc thạch, càng sao phát hiện kho báu. Bọn họ lại đổi một ngọn núi khác, cái bậc thang này càng kém một bậc, là do thần thiết cấp 14 lát thành. Hiển nhiên, đây là một trong thập nhị tướng, 11 đỉnh núi còn lại hẳn cũng là trình độ này. Người của hai bên đều càn quét, cuối cùng Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng càn quét năm ngọn núi, đám người hồ sán chín ngọn, dù sao bọn họ nhiều người, ngoại trừ ngọn núi chính ra, đỉnh núi khác không có gió núi đáng sợ. Cuối cùng, song phương gặp nhau ở dưới ngọn núi thứ sáu. Trường 1621, lần thứ hai tao ngộ. Đám người hồ sán đã khôi phục bình tĩnh cùng thong rong. Nơi này không có gió núi áp chế, bọn họ có thể toàn lực ứng phó, vậy muốn chân áp lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng còn không đơn giản. Ba ba trong dọ mà thôi, tiên tử, hà tất cùng loại cặn bã này, gia nhập bát thạch cấm địa chúng ta đi. Hồ sán nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng nói, bình thường, muốn đi vào một cấm địa nào đó là thiên nan vạn nan, bởi vì duy trì huyết mạch bát thạch tộc tinh khiết, bọn họ cơ bản là ở nội bộ gia tộc chọn bầu bạn, chỉ cần không phải anh em ruột, chị em ruột, bề ngoài cũng không có quan hệ. Nhưng loạn tinh nữ hoàng đẹp đến kinh người như vậy, hắn đương nhiên phải ra sức tranh thủ, cùng lắm không sinh con mà thôi. Lời này nói ở trước mặt Lăng Hàn, kỳ thực là đang cố ý đả kích Lăng Hàn, ai bảo trước bọn họ ăn quá nhiều thiệt thòi, không đả kích người này một hồi thực sự là không hết hận loạn tinh nữ hoàng ngay cả nhìn cũng không nhìn hồ sán một chút cái này là si nhân nằm mơ căn bản không cần để ý kẻ xấu xí nhiều tác quái a à. đây là cách thức miệt thị của nữ hoàng để trong lòng hồ sán cùng bốn nam nhân đều khó chịu ta đến đánh chết hắn hồ binh là người thứ nhất nhảy ra ngoài hắn vẫn không phục cho rằng lúc trước chỉ là gió núi hắn mới không bằng lăng hàn nhưng hồ sán đưa tay ngăn hắn lại lắc lắc đầu hồ binh tuyệt đối không thể là đối thủ của tiểu tử này rất đơn giản hắn phát huy ra một nửa thực lực cũng không thể bắt Lăng Hàn, hồ binh có một nửa thực lực của hắn sao? Đùa giỡn, ngay cả một phần vạn cũng không có, bọn họ đã bại ba chàng, làm sao còn có thể tự rước lấy nhục? Sán ca, hồ binh không phục, hắn là thiên kiêu từ cấm địa đi ra, thần giới người cùng cấp nào có thể đánh một trận? Hồ sán trừng mắt lên, hồ binh nhất thời không dám nói lời nào. Sưng hô như thế nào? Hồ sán hỏi, Lăng Hàn nở nụ cười nói. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, vậy ta cũng không cần khách khí làm thịt bọn ngươi là được vì lẽ đó rất nhanh các ngươi sẽ biến thành một người chết biết tên của ta thì có ích lợi gì thật cuồng hồ sán cười gằn bảy đối hai nhân số chiếm ưu hơn nữa lam hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đều chỉ là tiểu cực vị tranh lệch cảnh giới giống như thiên địa người đây là tự tin từ đâu tới cuồng hay không đánh chẳng phải sẽ biết lam hàn dung lên song quyền giết hồ sán xông ra ngoài vận chuyển bát thạch thuật hắn thân hóa cự nham đao thương bất nhập, vạn pháp không dính, đạt đến bát thạch công tầng thứ hai, hắn ở trong hàng hà cảnh hẳn là vô địch, không phải cực cảnh không thể gây tổn thương. Chương 1621, 2, lần thứ hai tao ngộ hạ. Trừ khi trong gió núi như trước có quy tắc của sáng thế cảnh, bằng không hắn làm sao có khả năng chịu thiệt. Lăng Hàn lấy ra kiếm gỗ, ở trước khi phẩm chất của tiên ma kiếm còn không hề tăng lên, vẫn là kiếm gỗ càng tốt, bằng không tiên ma kiếm gặp gỡ hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả, tuyệt đối là bị đánh nát ở trước khi tiến vào tiên vực uy lực của kiếm gỗ kỳ thực là không thua tiên ma kiếm từng thần văn kỳ dị tỏa ra lưu chuyển sát ý đáng sợ thánh khí hồ sán dùng mình lập tức lắc đầu ma khí hắn lộ ra vẻ đỏ mắt bởi vì ngay cả hắn cũng không có thánh khí đối ứng với mình đừng xem cấm địa gốc gác kinh người nhưng bởi vì phát triển quá lớn mạnh người đi ra cũng nhiều a à. người xem thạch hoàng cha hắn chỉ có hắn một cái dòng dõi có vật gì tốt khẳng định đều để cho hắn bởi vậy Thạch Hoàng có thể điều khiển một chiếc chiến xa thánh cấp xuất hành, trên người có một thánh liệu không kém làm quần áo. Nhưng cấm địa thì sao, dễ dàng liền đi ra bảy thiên kiêu không kém Thạch Hoàng, mà cấm địa thật sự có nhiều thánh khí như vậy sao? Bọn họ lại không có được tiên vương truyền thừa, thánh khí khẳng định có, có thể còn có vài kiện, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ tiểu bối có thể một người một cái. Hồ Sán tự nhiên đố kỵ, hơn nữa còn bay lên kiêng kỵ mãnh liệt, thánh khí a, bị cắt một phát không phải là chơi vui. Hơn nữa Lăng Hàn không phải là tiểu cực vị phổ thông, sức chiến đấu thậm chí có thể bằng một nửa của hắn, lại thêm một ma khí, như hổ thêm cánh. Hắn dung sắc thận trọng, kéo dài khoảng cách cùng Lăng Hàn đấu đối diện. Lăng Hàn vung kiếm đón đánh, lực lượng của hắn thua kém hổ sán quá nhiều, cho dù 10 trận hợp nhất cũng còn lâu mới có thể ngang hàng, may là có tuế nguyệt thiên thu có thể hóa đi đại bộ phận công kích, lại thêm thể phách của hắn kinh người, hổ sán có thể tạo thành thương tổn với hắn cực kỳ có hạn. Cho dù thương tổn được, lấy lực khôi phục của hắn cũng trong nháy mắt khép lại, không đến nơi đến trốn. Hồ Sán cuối cùng không chết sĩ diện, nói, cùng tiến lên, giết người này, đối phương biết bí mật của thiên hà vương di bảo, nhất định phải đánh giết. Hồ Binh còn có hai người khác lập tức tung người ra, không chậm chế chút nào mà triển khai vây công, ba nữ hồ thư ngữ thì nhìn chằm chằm loạn tinh nữ hoàng, cực kỳ có ăn ý cùng một chỗ vây quanh tới. Ở đám người hồ sán xem ra, nữ hoàng chính là báu vật vô thượng, nhưng ở ba người hồ thư ngữ xem ra, nữ hoàng chính là cái đinh trong mắt, nhất định phải nhổ, nếu không sẽ làm cho các nàng đố kỵ đến phát rồ. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên đời này có nữ nhân hoàn mỹ như vậy, lo lắng ha. Nữ hoàng không sợ, lấy ra viên gạch, hai bên đại chiến, bất kể là lăng hàn hay loạn tinh nữ hoàng, đều rơi vào hạ phong. Cảnh giới, nhân số tranh lệch đều quá to lớn, có thể chống đỡ cũng là bởi vì một cái thể phách mạnh mẽ, một cái khác có thái sơ thạch, bằng không đổi một người khác đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lăng Hàn cũng còn tốt, nữ hoàng dù sao chỉ có thể dựa vào thái sơ thạch, nguyên lực tiêu hao hết liền nguy hiểm. Trong mắt Lăng Hàn lóe ra hung quang nói, các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng không oán người được. Hắn liều mạng chịu mấy đòn nghiêm trọng, vào tới bên người loạn tinh nữ hoàng, thu đối phương vào hắc tháp, sau đó móc ra thánh nhân pháp chỉ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra, vù, nhất thời, uy thế đáng sợ giật đáng, kim quang vô tận giật động. Không được, thánh nhân pháp chỉ, sắc mặt của hồ sán lập tức kịch biến hưng uy lực thật giống như rất yếu hồ thư ngữ phát hiện không đúng đây là thánh nhân pháp chỉ nhưng thời gian trôi qua quá lâu uy lực đã không còn cái này tất nhiên là hắn ở trong chủ điện đoạt được liên thủ vượt qua một trận là tốt rồi thánh nhân pháp chỉ đã trôi đi đại bộ phận lực lượng được bảy người liên thủ lúc này pháp chỉ đã bùng nổ ra sát cơ đáng sợ đánh về phía bọn họ đây căn bản không cần lăng hàn điều khiển pháp chỉ sẽ công kích tất cả đối tượng ngoại trừ người nắm giữ cái này cũng là khuyết điểm của pháp chỉ khó phân địch ta nếu như muốn khống chế uy lực pháp chỉ vậy cần phải hao phí càng nhiều tâm huyết cùng thời gian đi luyện chế thiên hà vương lúc đó hiển nhiên không thể làm được không được tuy lực lượng trong pháp chỉ này trôi gần hết nhưng vì cái gì lực lượng quy tắc kinh khủng như thế hồ tĩnh kinh ngạc thốt lên chỉ mấy lần mà thôi nàng đã vết thương đầy giấy tình thế tràn ngập nguy cơ thật muốn chết ở chỗ này sao ta không muốn chết, bảy người đều kinh ngạc thốt lên, càng hối hận, sớm biết một chuyến này hung hiểm như vậy, làm sao cũng phải cầu trưởng bối ban xuống một tấm pháp chỉ, cho dù không phải thánh vương, nhưng chỉ cần đạt đến thánh cấp là được. Nhưng nếu bọn họ thật có thánh nhân pháp chỉ, lang hàn cùng lắm lấy ra giò tinh huyết kia, ai sợ ai. Thánh nhân pháp chỉ phát huy, đám người hồ sán không ai không thương tích khắp người, căn bản vô lực đối kháng. Khi bọn họ thật vất vả chống được lực lượng của pháp chỉ đi qua, mỗi một người đều bị thương nghiêm trọng, Nguyên khí đại thương, thực lực rơi xuống tới đáy vực. Lăng Hàn vung kiếm mà ra, không chút lưu tình giết tới. Thiện ý nói với bọn họ không nghe, không chỉ muốn giết mình, còn đánh chủ ý thê tử của mình, hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Phế bỏ, giết, làm thịt, dựa vào, cho rằng chỉ các ngươi mới có thể trên cao nhìn xuống phát huy khi dễ ta không có tính khí. Một kiếm cắt qua, máu tươi tung tóe, sau khi uống máu người, kiếm gỗ trở nên càng ngày càng dữ tợn, mà khí màu đen từ trong thân kiếm tuôn ra phun trào ở quanh người lăng hàn, để hắn thật giống như hóa thân thành đại ma đầu của minh giới. Phốc, thực lực của hồ binh yếu nhất, cũng thành một khâu bị công phá nhanh nhất, một kiếm cắt qua, máu tươi phóng lên trời, đầu của hắn rơi xuống đất, trên mặt còn mang theo vẻ không tin. Hắn là thiên kiêu của cấm địa A, giữa lưng đại thụ như vậy, lại còn có người dám giết mình. Bị kiếm gỗ chém rơi đầu, vậy tự nhiên là ngay lập tức giết. Người dám, sáu người hồ sán đều đỏ cả mắt, trước bọn họ rơi vào hạ phong như thế nào đi nữa, ở trong xương vẫn tồn tại ý kiêu ngạo. Xuất thân từ cấm địa, bọn họ coi thường tất cả người thần giới, bởi vì bọn họ cho là mình thuộc về tiên vực, không phải cạn bá của giới này có thể so sánh. chương 1622, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng hồ binh vừa chết, để bọn họ run rẩy phần kiêu ngạo kia trực tiếp tan thành mây khói. Bọn họ sợ, tên sát tinh này thật dám xuống tay, cấm địa cũng dọa không được hắn. Chúng ta là người của bát thạch cấm địa, tổng cộng có ba vị lão tổ, đều là thánh vương, thánh nhân lấy trăm tính, người dám xuống tay với chúng ta, nhất định chết không có chỗ chôn Bọn người hồ sán chuyển bát thạch cấm địa ra, hiện tại cũng chỉ có cọng rơm giả duy nhất này có thể cứu bọn họ. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, nếu hắn đã động sát nghiệp, vậy liền không thể thu tay lại, chuyển ra ai cũng dọa không được hắn. Giết giết giết, từng đầu người bay lên, từng người ngã xuống, rất nhanh chỉ còn sót lại hồ sán cùng hồ thư ngữ. Đi, Hồ Sán nhìn Hồ Thư Ngữ kêu lên. Hồ Thư Ngữ gật đầu, trước bọn họ tử chiến, là bởi vì còn có đám người hồ binh liên lụy, bọn họ làm sao có thể bỏ đi mấy người này trốn. Nhưng hiện tại không giống, những người khác đều chết, bọn họ cũng không có ý nghĩa đánh tiếp. Hơn nữa, chết hết ở nơi này, vậy không phải chết vô ích, làm sao báo cử. Phải biết lão tổ che đậy thiên cơ, chỉ ít có thể kéo dài một năm, bởi vậy cho dù lão tổ tâm huyết dân trào, lại suy tính một lần, vậy cũng đã là chuyện một năm sau rồi phải đi đâu tìm hung thủ lão tổ chỉ là thánh vương mà thôi lại không phải tiên vương không gì không làm được hai người lập tức phân công nhau mà đi chỉ cần chạy đi một người vậy tiến vào tinh thuyền lấy tinh thuyền phòng ngự lăng hàn tự nhiên không thể phá hoại lăng hàn đuổi theo hiện tại hai người này bị trọng thương sức chiến đấu giảm mạnh không thừa cơ hội này đánh giết như vậy chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế lại muốn giết bọn hắn liền cần vận dụng thánh vương tinh huyết quá lãng phí diệt long tinh thần tiễn Lăng Hàn lấy ra thức thần thuật này, xèo, nguyên lực hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng đuổi theo hồ thư ngữ. Thức tiến pháp này dung hợp với Nguyệt Thiên Thu cùng huyết nha trận, có thể nhìn thấy, lưu quang bay vụt, hóa thành thần nha, hai cánh rung lên, tốc độ lần thứ hai tăng lên. Cái gì, hồ sán bởi vì không phải đối tượng bị công kích, có thừa lực quay đầu thoáng nhìn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệt Long tinh thần tiến, ngươi, ngươi là thiên hà dương nghiệt. Diệt Long tinh thần tiến chính là tuyệt chiêu của một trong thập nhị tướng, lúc trước bắn giết không ít đại thánh thậm chí tạo thành uy hiếp cho thánh vương bởi vậy cho dù hồ sán chưa từng thấy tận mắt nhưng tình cờ từ chỗ trưởng bối nghe nói qua ký ức sâu sắc vì lẽ đó hắn liền nhận ra được chỉ là vì sao diệt long tinh thần tiễn sẽ hóa thành huyết nha hắn liền không thể nào hiểu được nhưng cái này cũng không trở ngại uy lực của nó thậm chí vượt xa hắn lý giải phốc huyết nha chỉ vỗ cánh một cái liền đuổi theo hồ thư ngữ xuyên thủng trái tim đối phương phun ra một chùm máu tươi nàng ầm ầm ngã xuống đất theo lý, thần linh là cực kỳ khó giết, cho dù thân thể hủy hết, chỉ cần thần hồn không hư, vẫn có thể tìm thể xác khác sống lại, nhưng trong đòn đánh này của Lăng Hàn còn hòa vào cửu thiên hỏa, tiên diễm vào thể, vẫn không giết được sao. Cả người hồ sán chảy mồ hôi lạnh, vội vã quay đầu chạy vội, hiện tại hắn đã hoàn toàn không có đấu trí, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, mời ra đại năng trong cấm địa, truy sát Lăng Hàn khắp thiên hạ. Một cái cũng chạy không được, Lăng Hàn bắn ra một mũi tên, lần này hắn dùng tới tiến thức trung cực, phốc, một vệt sáng xẹt qua, thân hình của hồ sán bay lên, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã dầm trên mặt đất. Dưới người của hắn chảy ra máu tươi, con mắt còn trợn tròn, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường đường tuyệt đại thiên kiêu, lại bị chết uất ức như thế, há có thể nhắm mắt. Lăng Hàn lắc đầu, hồ sán hẳn không đám bằng bá chủ như nhậm phi vân, hắn gặp qua ba đại cự đầu chiến đấu, ít nhất mạnh hơn hồ sán một đoạn dài hắn tìm ra bảy cái không gian linh khí, chuyển toàn bộ đồ vật bên trong vào hắc tháp, lại được lượng lớn thần thiết cấp cao. Lần này thực sự là đáng giá, chỉ cần tiên ma kiếm có thể tăng lên tới cấp 14, vậy liền có thể một hơi sông lên cấp 17, trở thành thánh khí. Lăng Hàn không khỏi cười to, lúc trước hắn đối với cái bảo tàng này thực sự là không hề để tâm, chỉ là muốn đảo hố cho cổ đạo nhất mà thôi. Hừm, không thể quên chính sự, Lăng Hàn bắt đầu tính kế, làm sao để tin tức bảo tàng thiên hà vương xuất thế có vẻ rất bình thường cổ đạo nhất không phải người ngu có thể trở thành trảm trần lão tổ vậy tất nhiên là đa mưu túc trí lang hàn đánh cược chính là hiện tại đối phương chuyển thế sống lại không trầm ổn như lúc trước còn nữa đối phương khẳng định cấp thiết muốn trở về tiên vực bằng không hắn có thể một người vùi đầu khổ tu tiến vào tinh xa vũ viện làm gì ra ngoài xem xem không biết phượng nhi thế nào rồi hai người ra ngoài dương chỉ thấy trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch ba con phượng vương di thể đã không phát quang nữa, nhưng vẫn ôm lẫn nhau thật chặt, không ra một chút xíu ánh sáng. Xem tình huống này, trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Lăng Hàn nghĩ đến lúc trước Vũ Hoàng được truyền thừa của một vị cường giả hằng hà cảnh, bỏ ra chỉ ít 20 năm mới tiêu hóa chỗ tốt. Đó chỉ là hằng hà cảnh mà thôi, hiện tại là Thánh Vương. Cũng được, có ba con Phượng Vương này càng thêm an toàn. Hơn nữa, chỉ cần Thánh Vương không xuất hiện, ai cũng không thể tổn thương Phượng Nhi, Lang Hàn cân nhắc một hồi, sau đó quấn chiếc chiến xa này vào xuyên vân toa, kéo thi thể ba con Phượng Vương về phía Mộc Đồ Tinh. Đương nhiên phải đến gần một chút, bằng không cổ đạo nhất chạy tới cần bao lâu? Hắn lại không có xuyên vân toa. Xuyên vân toa ấn đường cũ trở về, mười mấy ngày mà thôi, rất nhanh liền qua. Lang Hàn kéo chiến xa đến trên một tinh cầu hoang vu, sau đó nổ ra một cái hố lớn, làm ra dáng dấp chiếc chiến xa này mới vừa từ nơi đây khai quật, còn các loại chi tiết nhỏ hắn liền không thèm để ý. Thì thể ba con Phượng Vương còn chưa đủ nói rõ tất cả sao? Hắn lặng yên trở lại Vũ viện, bắt đầu lấy thánh dược nấu canh. Lăng Hàn được một chút thánh dược, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa có tư cách luyện chế thành đan dược, bởi vậy, hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác, không luyện đan, trực tiếp nấu ra thần tính tinh hoa trong đó. Chương 1623: Dùng thánh dược. Hiệu quả như vậy khẳng định không bằng luyện đan, tồn tại lãng phí nhất định, nhưng Lăng Hàn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực lãng phí liền lãng phí đi. Nếu như ở bên ngoài nấu, động tính này cũng quá lớn rồi, thần tính tinh hoa của thánh dược căn bản không phải lăng hàn có thể che lấp, nếu như dẫn thánh nhân đi ra, lăng hàn là chia sẻ hay không chia sẻ đây. Vì lẽ đó, nấu trong hắc tháp, âm thầm phát tài. Hơn nữa ở đây rèn luyện, hiệu suất cao hơn nhiều, căn bản không cần lo lắng cảnh giới không đủ, không cách nào khống chế được. Vẹn vẹn chỉ ba ngày, thánh dược liền bị nấu thành canh, lăng hàn sớm bảo cửu yêu đi thông báo những người khác, đám người vũ hoàng, đinh bình, vô tương thánh nhân dồn dập tiến vào hắc tháp, hưởng dụng canh thánh dược hiếm thấy. Đây là vật đại bổ, nhưng bởi vì cảnh giới của mọi người đều rất thấp, đặc biệt là ngoại trừ lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng gia, vẫn không có người thứ ba bước vào hàng hà cảnh, những người khác chỉ có thể uống chút canh, căn bản không dám động thánh dược. Ăn tất nhiên sẽ bị dược lực khủng bố phá nát thân thể. Dù như vậy, bọn họ cũng cả người bộc phát thần quang, miệng mở ra, thì có thần hà phun trào, dược lực của thánh dược thực quá kinh người, cho dù chỉ là một ít canh cũng là trí bảo vô thượng. Bọn họ đều như vậy, huống chi là lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Lăng hàn còn tốt, nữ hoàng đại nhân ở dưới dược lực trùng kích làm hai gò má như nhiễm đỏ, sáng rực rỡ đến không gì tả nổi, để bọn người đinh bình, cửu yêu không khỏi quay đầu đi, không dám nhìn. Không nói hai lời, mọi người vội vã chạy đi dưới luân hồi thụ luyện hóa dược lực, thánh dược cũng không chỉ có thể tăng cường tích lũy nguyên lực, trong đó còn có quy tắc đại đạo, chỉ là có thể luyện hóa chỗ tốt trong đó hay không, phải xem lực lĩnh ngộ của mỗi người. Dưới luân hồi thụ, một ngày bằng một năm, cái này có thể sử dụng hiệu quả của thánh dược tốt nhất. Cả người lang hàn bộc phát hào quang, thể phách của hắn biến thái nhất, một cây thánh dược có ít nhất ba phần tư bị hắn nuốt vào, tuy rất nhiều dược lực hòa vào trong canh, nhưng cái chính khẳng định còn ở trên thánh dược. Hắn như một hán tử say rượu, dưới chân lảo đảo, hắc tháp có thể chấn áp ngoại lực, nhưng hắn là tự mình ăn no, vậy ngay cả hắc tháp cũng không có cách nào hóa giải. Mọi người dồn dập ngồi xuống, ở dưới luân hồi thụ làm thành một vòng, tiến vào trạng thái nhập định. lang Hàn vận chuyển công pháp, hấp thu lực lượng của thánh dược, nguyên lực tích lũy nhất thời ảo ảo tăng vọt. Dòng dã 11 ngày, hắn kết thúc bế quan, từ tiểu cực vị sơ kỳ bước vào trung kỳ, lang Hàn lộ ra vẻ hưng phấn, tiến vào hàng hà cảnh, muốn tiến một bước hơi một tí là 10 vạn năm, trăm vạn năm đo lường, cái này cũng là vì hằng hà cảnh quá mạnh mẽ, muốn tiến lên một bước đương nhiên cần thời gian dài rằng dặc Cho dù Lăng Hàn là đan đạo đế vương, có thể cuồn cuộn không ngừng luyện ra đan dược thích hợp, nhưng tưởng tượng muốn tiến một bước cũng phải lấy ngàn năm, vạn năm tính toán. Hiện tại 11 ngày liền bước ra một bước, tốc độ nhanh nghịch thiên. Đáng tiếc, kia là thánh dược, tổng cộng mới đạt được 3 cây. Lăng Hàn cảm thán, thiên hà vương hẳn được không chỉ như thế, còn lại đều bị hắn ăn. Ai, lão nhân ra ngươi muốn ta báo thù cho ngươi làm sao không thêm vài cây cho ta tổng cộng ba cây thánh dược miễn cưỡng có thể để hắn lên tới trung cực vị muốn nhanh chóng tăng cao tu vi nhất định phải ỉ lại thánh dược nhưng thánh dược lại không phải rau cải trắng lang hàn lắc đầu nếu có thể được một ít hạt giống thánh dược là tốt rồi ở trong hắc tháp gieo xuống sau này liền có thể thu gặt vậy cũng chưa chắc tiểu tháp đột nhiên hiện lên ở trong hắc tháp nó so với ai khác còn suốt quỷ nhập thần chờ luân hồi thụ kết quả một trái liền có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt ánh mắt của lăng hàn sáng lên luân hồi thụ không phải là thánh dược mà là bảo thụ vô thượng ở tiên vực hắn vội vàng nói lúc nào mới có thể kết quả ít cũng phải mấy trăm triệu năm đi tiểu tháp suy đoán nói ngươi cút lăng hàn vô lực nói con hàng lừa bịp này có điều giọng nói của tiểu tháp xoay chuyển chỉ cần ngươi lại mở ra một tầng hắc tháp ta có thể có được lực lượng liền nhiều hơn có thể rút ngắn thời gian rất nhiều lần lăng hàn lại cao hứng có thể làm cho tiểu tháp nói lên rất nhiều lần, vậy tuyệt không phải gấp 10 gấp trăm lần, mà là ngàn lần vạn lần mấy triệu lần. có điều tiểu tháp lại chuyển ngoặt, lang hàn không khỏi nhổ nước bọt. ngươi không thể nói chuyện một hơi sao? ngươi có thích nghe hay không? tiểu tháp kiêu ngạo, xoay người muốn đi. chờ đã, nói xong a, à. lang hàn vội vàng kêu lên. lúc này tiểu tháp mới nói, bởi vì đây là thôi hóa mà thành, hơn nữa hắc tháp trung quy không thể mô phỏng ra quy tắc của tiên vực hiệu quả của luân hồi thụ không cách nào đạt đến mức tận cùng thậm chí một phần ngàn tỷ cũng không có tuy lăng hàn cảm thấy đáng tiếc nhưng thật nếu để cho luân hồi thụ ở bên ngoài tự do sinh trưởng vậy cần 12 hai ngàn tỷ năm cái này ai chờ được a à? có thể sử dụng cũng đã rất tốt vậy ta sẽ chờ lăng hàn gật gù hiện tại một cây thánh dược chỉ có thể để tu vi của hắn tăng lên một bậc nhỏ vậy chờ hắn trở thành thánh nhân tác dụng của thánh dược khẳng định càng thêm nhỏ càng mấu chốt chính là thế gian từ đâu tới nhiều thánh dược như vậy ân đi đánh cướp cấm địa hẳn rất khá những thế lực này từ tiên vực đến bản thân có gốc gác thâm hậu lại thêm nhiều năm như vậy thánh dược khẳng định đã đào tạo mấy đời mỗi một cấm địa hẳn đều có một hai cây đi lang hàn ấn xuống xung động trong lòng hiện tại chạy đi cấm địa khẳng định là muốn chết hiện nay trọng điểm là cổ đạo nhất đoạt tiên thai của đối phương để nữ hoàng thê tử tu thành chính quả sớm ngày bước vào sáng thế cảnh hắn hạnh phúc liền muốn tới rồi ra hắc tháp chỉ ở bên ngoài đi một chút, liền nghe người ta khắp nơi đang nói chuyện yêu thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa. Ba con phượng vương hiện tại ôm thành một đoàn, thu lại thần hỏa, thánh uy tràn ngập, một chút nhìn sang căn bản luận không ra là cái gì, còn cho rằng đó là một thần thú chưa bao giờ thấy. Nhưng thần thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa, phía trên còn có một cái dương, cái này vừa quái lạ mà thần bí, thích hợp làm đề tài câu chuyện cho trà dư tử hậu. Chương 1624, trí bảo động lòng người. Này 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 các người có nghe nói không ở một tinh thể hoang vu xuất hiện một chiếc chiến xa cổ xưa phía trên có một cái dương ai cũng không mở ra hiện tại ai chưa từng nghe nói kéo chiến xa chính là một yêu thú vô cùng mạnh mẽ hơn nữa không ai nhận ra mọi người đều suy đoán tinh thể cổ xưa kia trước đây hẳn có một văn minh võ đạo huy hoàng nhưng bị đại chiến phá hủy trong dương khẳng định cất dấu bí bảo vô thượng đúng nha hiện tại càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy đi muốn đoạt được bí bảo trong dương có người nói trên chiến xa có chữ viết nói bên trong cất dấu kinh văn của tiên vương kinh văn của tiên vương đó là vật gì ta cũng không biết nhưng nghe dáng vẻ rất lợi hại trên miệng dương lưu lại manh mối bên trong cất dấu tiên vương cổ kinh đây là lang hàn tiết lộ ra ngoài hoàn toàn chính là nói bừa dụng ý chính là hấp dẫn cổ đạo nhất người từ tiên vực đến tự nhiên biết công pháp tiên vương châu bò người tu luyện cửu tử thiên công chính là công pháp tiên vương hiện tại lại có một môn đặt ở trước mặt người có muốn hay không Thêm chốt là, bất luận cổ đạo nhất hay loạn tinh nữ hoàng, bọn họ được cử tử thiên công đều không hoàn chỉnh, nhưng thiên công không hoàn chỉnh cũng làm cho cổ đạo nhất là tiên vực chảm trần lão tổ cũng như nhận được trí bảo, vậy một môn thiên công hoàn chỉnh sẽ siêu phàm đến cỡ nào. Cho dù cổ đạo nhất biết rõ trong đó có kỳ lạ, cũng nhất định phải đi tìm tòi, trí bảo trước mặt, muốn không động lòng cũng khó. Không tồi không tồi, tuy toàn bộ sự kiện bảo tàng khó mà cân nhắc được, nhưng không quan hệ, chỉ cần bảo tàng là thật liền được, chỉ cần cổ đạo nhất đi tới là được. lang Hàn nắm chắc 10 phần, cho dù cổ đạo nhất được tinh xa đại thánh ban xuống rất nhiều bảo vật, nhưng chỉ cần hắn lấy ra thánh vương tinh huyết, vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt. Trừ khi tinh xa đại thánh tự thân tới, vì đánh giết cổ đạo nhất phải lãng phí do thánh vương tinh huyết kia, thiệt thòi hay không? Đương nhiên không thiệt thòi, kia là vì đẩy ngã thê tử. Không không không, là vì thê tử, vì thê tử, một giọt thánh vương tinh huyết lại tính là gì? Hắn gần như cũng nên xuất phát, vạn nhất cổ đạo nhất đã lên đường, bỏ qua thì sao làm? Ô, phía trước không phải tiểu hàn tử sao? Một thanh âm vang lên, xèo, kinh phong đã kéo tới. Lăng hàn đột nhiên đá ra một cước, chó chết, còn dùng bài này. Đại hắc cầu tránh qua một cước này của lăng hàn. Bản tọa nhiệt tình chào hỏi ngươi, ngươi lại quyền cước tương giao, chưa từng thấy loại người như ngươi. Lăng hàn diếu cợt, nếu như hắn không ra một cước này, chắc là sẽ bị đại hắc cầu tàn nhẫn cắn một cái, con chó chết này lại còn có mặt cắn ngược lại một cái, quả nhiên vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiểu Hắc, gần nhất lại gieo vạ người nào? Phi, bản tọa chỉ gieo vạ ngươi. Đại Hắc cầu nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nó đối đầu người nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng ở trên người Lăng Hàn lại không chiếm được thượng phong gì, để nó có chút buồn bực, cũng vô cùng không phục. Mặc kệ ngươi, ta có chuyện phải làm. Lăng Hàn đi ra ngoài vũ viện, giết người hay phóng hỏa, có chuyện tốt đừng quên cầu ra a. À. Đại Hắc cầu tràn đầy phấn khởi lăng hàn liếc mắt một cái con chó chết này quả nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn bọn họ nghênh ngang đi ra ngoài tuy có rất nhiều học sinh nhìn thấy nhưng không có một cái đi ra ngăn cản lăng hàn liền không cần phải nói thực lực là đánh ra ngay cả sư huynh hằng hà cảnh đại cực vị cũng thảm bại đại viên mãn không ra ai có thể địch thậm chí mọi người đều có chút hoài nghi nếu bá chủ không ra đại viên mãn phổ thông cũng không làm gì được hắn đại hắc cầu là hèn hạ đi ra danh tiếng nó chưa bao giờ cùng người đối mặt, nếu như ai đắc tội nó, tỉ như mắng nó một câu, nó sẽ đêm hôm khuya khoát đến gõ cửa, gây rối loạn, chuyện dội phân như thế nào cũng làm được, người nói nó nham hiểm cỡ nào. Hơn nữa, nó cực kỳ tặc trơn, ai cũng không đuổi kịp, bởi vậy mọi người thà rằng đánh với lăng hàn, nhưng quyết không thể đối đầu đại hắc cầu, vậy sẽ làm cho tâm linh chịu đến tàn phá nghiêm trọng. Có một vị sư huynh chính là vết xe đổ, đã từng công khai buông lời muốn nấu đại hắc cầu ăn, kết quả bị đại hắc cầu quấy dày đến trực tiếp lui ra vũ viện. Một hung ác một hèn hạ sóng vai mà đi, ai dám đi tới tự tìm phiền phức. Đi ra bên ngoài, lăng hàn lấy ra xuyên vân toa, đại hắc cầu vẫn cứ chen tới, chen một tiếng, quần lót sắt đánh vào trên ghế, đốm lửa bắn tư tung. Mẹ kiếp, làm hỏng bồi chết ngươi, lăng hàn trợn mắt nói, hẹp hòi, đại hắc cầu chỉ như không nghe thấy, còn hơi di chuyển cái mông, ngồi đến thoải mái. Lăng Hàn dùng mắt chỉ quỷ dị nhìn nó, tiểu tử, người đây là ánh mắt gì, rất nguy hiểm a. À? Đại hắc cầu có một loại cảm giác xù lông, Lăng Hàn cười hì hì nói, không bao lâu nữa, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Đại hắc cầu quái lạ, nhận thức liền nhận thức, cầu ra đời này sẽ không kinh sợ qua ai. Lăng Hàn không tiếp tục nói, điều khiển xuyên vân toa lên không, sau này đại hắc cầu nhìn thấy hổ nữ, mới sẽ biết cái gì gọi là một núi so với một núi cao, chó hoang gặp phải kẻ tham ăn, vậy cũng chỉ có phần thành chó chết. Ai, thật sự có chút nhớ nhà đầu kia. Xuyên vân toa lên không, xèo, phá không mà đi, chỉ một hồi liền đến tinh thể có thi thể của ba con phượng vương. Lúc này, bốn phía chiến xa đã ba tầng trong, ba tầng ngoài, tụ tập rất nhiều người. Cho dù không cần xuyên vân toa, từ một đồ tinh lại đây cũng chỉ cần ba bốn ngày mà thôi. Mọi người đều xếp hàng thử mở ra cái dương trên chiến xa, nhưng cái này ngay cả lăng hàn cũng phải liều cái mạng già mới có thể mở ra, vậy coi như đám bá chủ nhậm phi vân đến cũng không nhất định có thể thành công không phải vấn đề lực lượng mà là cái dương quá nặng nề thể phách của ai có thể đạt được mạnh mẽ đi mở sẽ chỉ làm ngón tay của mình từng chiếc gãy vỡ một người không được liền hai người hai cái không được liền ba người nhưng mặc ngươi người nhiều hơn nữa cái dương nhỏ như vậy có thể cho bao nhiêu người đồng thời ra tay nhưng càng không mở ra trong lòng mọi người càng ngứa tin tưởng trong đó cất dấu trí bảo vô thượng lang hàn biết cổ đạo nhất là tiên thai tuy không có thể phách mạnh mẽ như hắn nhưng có thể chia sẻ lực lượng ăn được ra toàn thân, bởi vậy, cổ đạo nhất là tuyệt đối có thể mở ra cái dương. chương 1625, cái tân sinh này thật mạnh mẽ. Nhanh đến đây đi, lang Hàn ngồi xếp bằng, hắn kiên trì từ trước đến giờ rất tốt. Đại hắc Cầu thì ngồi không yên, người đứng thẳng chuyển khắp nơi, quần lót sắt phản xạ quang mang, có thể nói trói mắt. Nhưng nó không cho là nhục chút nào, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi vỗ vai người. Ai bị nó vỗ vai, khẳng định sợ đến hồn phi phách tán, đây chính là tiện vương của bát việt ai bị nhìn chằm chằm người đó liền xui xẻo đại hắc cầu cười trộm nó chính là cố ý hai ngày sau nữ hoàng ở trong hắc tháp truyền đến tin tức nàng đã luyện hóa xong dược lực của thánh dược bây giờ tu vi đã đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ sự tiến bộ của nàng nhanh hơn lăng hàn đó là bởi vì nàng còn luyện hóa nhiều một khối thánh nguyên nhưng lăng hàn cảm thấy nữ hoàng đại nhân tiến cảnh quá chậm tốt nhất ngay lập tức bước vào thánh cảnh a hắn không để đám người nữ hoàng xuất hiện lần này là trôn giết cổ đạo nhất người lộ diện càng ít càng tốt miễn cho lưu lại kẽ hở thật muốn lộ ra ngoài hắn liền điều khiển xuyên vân toa bỏ chạy ngược lại ở tinh xa vũ viện chủ yếu là vì tài nguyên võ đạo công pháp không thiếu a à. đương nhiên lăng hàn vẫn rất có hảo cảm với minh tâm thánh nhân dù sao cũng có ân chỉ điểm thời gian ngày lại ngày trôi qua chiến xa dương báo càng ngày càng khiến nhiều người chú ý cường giả tập hợp ngay cả bá chủ như nhậm phi vân kỳ thiên cũng đến không chỉ bát viện Phân viện khác cũng nghe tin lập tức hành động, dồn dập chạy tới. Hiện tại không có người lưu ý tin tức là làm sao đến, dương báu ở trước mặt, làm sao thu được đồ vật trong đó mới là bọn họ hiện tại quan tâm. Lăng Hàn, Kỳ Thiên, Thái Miểu đồng thời nhìn chăm chú lại, bọn họ luôn nhớ mãi không quên, mặc kệ Lăng Hàn vì bát viện tranh bao nhiêu vinh quang, truyền thống không thể bỏ. Lăng Hàn cười ha ha nói, muốn đánh nhau sao? Được rồi, cái này không phải là bát viện, Nhậm Phi Vân che ở trung gian không nên để cho người chế diếu lúc này kỳ thiên thái miểu mới hừ một tiếng không có lại quái gở áp sát lẫn nhau truyền thống dĩ nhiên không thể bỏ nhưng mặt mũi của bát viện đồng dạng trọng yếu nếu như ở trước mặt mọi người nội chiến này ngay cả bọn họ cũng trên mặt tối tăm bá chủ như nhậm phi vân kỳ thiên cũng đi thử nghiệm mở ra cái dương nhưng đều vô công không phải lực lượng bọn họ không được mà là thể phách kém nhìn thiên hạ đệ nhị tự tin thể phách kinh người muốn liều mở kết quả dụng lực quá lớn tăng nứt cả quần Dẫn tới mọi người cười to Thể phách của hắn đúng là được Nhưng lực lượng kém một chút Cuối cùng không thể thành công Cũng chính bởi vì hắn tiếp cận thành công Mở ra một cái khe Có kim quang thần thánh phô ra Mới để hắn nén đủ lực Liều mạng Kết quả trực tiếp làm hỏng cả quần Cũng không có người cười thiên hạ đệ nhị Hắn đã làm được sự tình ngay cả bá chủ Cũng không thể làm được Hơn nữa cũng làm cho mọi người thấy hy vọng Cái dương này đúng là có thể mở ra Hơn nữa Quang huy kia thần thánh vĩ đại cỡ nào trong này nếu không có cất dấu vô thượng bí bảo ai cũng không tin chỉ cần thể phách gần như thiên hạ đệ nhị lực lượng mạnh hơn một chút tuyệt đối có thể mở dương nhưng người như vậy tồn tại sao tất cả mọi người lắc đầu nơi này tu vi cao rất nhiều người nhưng thể phách muốn đạt đến cấp bậc như thiên hạ đệ nhị vậy một cái cũng không có lăng hàn có một tân sinh đột nhiên kêu lên đúng lăng hàn a lại có tân sinh kêu lên những học sinh cũ có khả năng còn không rõ ràng lắm nhưng tân sinh mỗi người tận mắt nhìn, lúc trước Lăng Hàn cùng Thiên Hạ Đệ Nhị Ác Chiến, kia là lẫn nhau đụng hơn nghìn lần, cuối cùng, con trâu hoang Thiên Hạ Đệ Nhị này cũng không thể không chịu thua. Có thể thấy được, thể phách của Lăng Hàn còn mạnh hơn Thiên Hạ Đệ Nhị. Có điều, tu vi của Lăng Sư huynh gần như Thiên Hạ Đệ Nhị, Thiên Hạ Đệ Nhị không thể mở dương, phỏng chừng Lăng Sư huynh cũng không làm được. Hừ, Lăng Sư huynh là thắng Thiên Hạ Đệ Nhị, nói không chắc sẽ được. Đúng vậy, chưa thử làm sao biết có được hay không? Mọi người tìm một trận, rất nhanh đưa ánh mắt ngưng ở trên người Lăng Hàn. Lăng sư đệ, đến thử xem đi, có học sinh cũng nhìn hắn vẫy tay. Lăng Hàn làm sao chịu, nếu như hắn mở dương ra, để người sớm biết bên trong trống rỗng một mảnh, vậy cổ đạo nhất còn tới sao? Hừ, còn cái gì tân sinh thứ nhất, ngay cả dũng khí đi thử cũng không có. Có người diếu cợt nói, cũng không biết là đang cố ý làm thấp đi Lăng Hàn, hay là kích tướng. Lời này không êm tai, Lăng Hàn liếc nhìn người kia nói. Mình phế vật không có ai quản ngươi, nhưng nếu như con chó điên cắn người linh tinh, vậy chính là tự mình đòi đánh. Người kia không phải người của bát viện, mặc dù là một học sinh cũ, theo lý mà nói cùng Lăng Hàn không có ân oán gì, nhưng một mực nhìn Lăng Hàn không hợp mắt, liền diếu cợt nói. Vị sư đệ này, gần nhất ngươi rất hỏa a à. hắn gọi biên độ, là trăm vạn năm trước được thu vào vũ viện, thời điểm tiến vào xếp hạng thứ 319, nhưng trăm vạn năm qua, top 100 đã có biến hóa rất lớn có ở thời điểm thăm dò di tích cổ chết mất, có thì lui bước, mà hắn thuộc về người tiến bộ, xếp hạng từ 39 một đường tiêu thăng đến thứ 8. Bởi vậy, hắn cho là mình rất bất phàm, hiện tại ngay cả bá chủ cũng không thể mở ra cái dương, nhưng lại có thật nhiều người xem trọng Lăng Hàn, để hắn có chút khó chịu. Còn nữa, Lăng Hàn lại tránh thoát ra oai phủ đầu, không có chui qua lỗ chó, để hắn cũng hết sức ghen tị, hai cái trồng chất, thì có một màn hắn cố ý châm chọc Lăng Hàn xuất hiện. Lăng Hàn đứng lên, Ngược lại cổ đạo nhất còn chưa tới, nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, đánh một trận chơi a. Há, ngươi là đỏ mắt, ha, ha, biên độ cười gần, ta chính là hằng hà cảnh trung cực vị, thực lực ở tân sinh lần trước xếp hạng thứ 8, ta cần đỏ mắt ngươi. Vậy ngươi kỳ kỳ méo mó cái gì? lang Hàn phất phất tay, qua nơi nào mát mẻ chơi đi, đòi đánh, biên độ tung người mà ra, trong vũ viện còn không cấm học sinh luận bàn, huống chi là ở đây, nếu không có người ngoài, giết thì đã có sao? Người bắt viện thì dồn dập lắp đầu, không có một cái xem trọng biên độ. Đùa giỡn, Lăng Hàn đã dùng thực lực chứng minh dưới hàng hà cảnh đại viên mãn không có ai là đối thủ của hắn, người chỉ là trung cực vị mà thôi, cái này không phải đến tìm ngược sao. chương 1626, cổ đạo nhất đến, Dương mở thượng. Nhưng không có ai đi nhắc nhở biên độ, dính đến hai cái phân viện, vậy khẳng định là giúp người của phân viện mình, học sinh mới của ân oán dù sao cũng là bên trong, đóng kín cửa lại giải quyết. Lăng Hàn ra tay, đấm ra một quyền, vô cùng tùy ý. Biên độ cười gần, người lại dám coi thường ta như vậy, chờ sau đó liền khóc đi. Ai, bên bắt viện, đã có thật nhiều người ai thán. Không cần để ở trong lòng, Lăng Hàn chỉ là học sinh vừa tiến vào, thua sư huynh lần trước không phải chuyện rất bình thường sao. Người của viện khác dồn dập nói, dưới cái nhìn của bọn họ, tân sinh thua học sinh cũng không phải chuyện rất bình thường sao. Chúng ta không phải đang thở dài vì Lăng Hàn, mà là vì biên độ A. Bát viện có người cười trộm nói, hy vọng biên sư huynh sẽ không bị thương quá nặng. Phốc, người viện khác đều cười phun ra ngoài, người đùa gì thế, hai người này dòng rã tranh lệch một cảnh giới nhỏ, coi như là vương giả cấp 3 thì đã làm sao, biên độ tốt xấu gì cũng là vương giả cấp 1. Bát viện các người thật biết dụ dỗ biên độ cũng nghe được những người kia nói chuyện, là lấy thần thức truyền lực, tốc độ mới rất nhanh, hắn không khỏi giận dữ, hai tay hóa chảo, tàn nhẫn tóm tới lăng hàn, quyết định muốn xé đi hai cánh tay của lăng hàn, để mọi người biết tân sinh thứ nhất ở trước mặt học sinh cũ đặc biệt là ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý hắn mới là tiêu điểm để muôn người chú ý nắm đấm oanh đến đường đường chính chính biên độ một trào cắt qua hắn muốn bẻ gãy cánh tay này của lăng hàn oanh nắm đấm đánh tới biên độ kinh hãi đến biến sắc công kích của mình ở trước mặt đối phương lại như giấy yếu đuối một quyền tiến quân thần tốc liền tới ngực của hắn làm sao có khả năng biên độ kinh ngạc thốt lên nhưng cả người bị oanh lên như diều đứt dây thấy cảnh này tất cả mọi người không nói gì tuy rất nhiều học sinh cũ đều nghe nói qua lăng hàn thu được tân sinh luận võ thứ nhất lần này cùng cổ đạo nhất đại chiến càng đáng sợ có người nói trình độ đạt đến đại viên mãn nhưng có người tin tưởng sao không tận mắt nhìn ai có thể tin tưởng hai người vừa bước vào hằng hà cảnh tiểu cực vị có thể nắm giữ sức chiến đấu của đại viên mãn khẳng định là những học sinh mới kia chưa từng va chạm xã hội khen ngợi lớn hơn nữa cố sự luôn có gia công, nói không chắc lại truyền mấy năm, hai người này liền nắm giữ sức chiến đấu của thánh nhân cũng không nhất định. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn một quyền liền đánh ngã biên độ, cái này không phải là truyền thuyết, mà là mỗi người tận mắt thấy. Ngất, tại sao tân sinh này đáng sợ như vậy? Chẳng trách Lăng Hàn có thể trở thành gai nhọn của bát Việt, nếu như bản thân không có thực lực mạnh mẽ, thì coi như có nhậm phi vân giúp đỡ cũng toi công. Nguyên bản tin tức truyền ra, mọi người đều cho rằng Lăng Hàn miễn ra oai phủ đầu hoàn toàn là bởi vì công lao của Nhậm Phi Vân, nhưng hiện tại đến xem, Nhậm Phi Vân xác thực không thể không kể công, nhưng bản thân Lăng Hàn cũng vô cùng tuyệt vời. Người bát viện mặt mũi sáng sủa, ngay cả học sinh cũ cũng không ngoại lệ, phóng tới hoàn cảnh lớn, bát viện chính là người một nhà, mũi thương đương nhiên phải nhất trí đối ngoại. Quá mạnh mẽ, vào học viện không mấy năm liền đánh bại biên độ xếp hạng thứ 8 trong học sinh cũ lần trước. Ta thực sự không hiểu, Hiện tài như vậy lại không được đại thánh thu làm đệ tử. T. Vậy cổ đạo nhất lại mạnh đến mức nào? Tuy tân sinh thứ nhất khóa này là lăng hàn, nhưng bởi vì tinh xa đại thánh thu cổ đạo nhất làm đệ tử thân truyền, bực này chính là chiêu cáo thiên hạ, lăng hàn không bằng cổ đạo nhất. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy lăng hàn phát huy, nhưng lâu dài tới nay, thánh nhân đại biểu thiên ý, loại quan niệm này đã thâm nhập lòng người, đặc biệt là một lời của đại thánh, như khuôn vàng thước ngọc. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ đạo nhất càng mạnh hơn. Tại sao Tinh Sa đại thánh muốn nhanh như vậy thu cổ đạo nhất làm đồ đệ, không chính là vì đề chấn tự tin cho cổ đạo nhất sao, sợ hắn thất bại hoàn toàn. Cái hiệu quả này tốt đến kinh người, chỉ ít hiện tại mỗi học sinh đều cho rằng cổ đạo nhất càng mạnh hơn Lăng Hàn. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống, vẫn không chờ tinh thuyền dừng lại, đã có một người từ phía trên nhảy xuống, trên người có thần quang chiếu rọi, phảng phất như thiên địa sinh dưỡng, trung tâm của vũ trụ. Cổ đạo nhất vạn cổ thiên kiêu, tuyệt thế thiên thai. Mới nói đến hắn, hắn liền đến, cũng thật là oan gia. Cổ đạo nhất, T, hắn cùng lăng hàn giao thủ mới qua bao lâu, thật giống như lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hổ là vạn cổ thiên kiêu, hiện tại được đại thánh tự mình chỉ điểm, thực lực tiến bộ xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ai, tranh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Những học sinh mới dồn dập lắc đầu, nguyên bản bọn họ còn tự tin bừng bừng, tin tưởng nhân định thắng thiên, dù sao mỗi người đều là vương giả nhưng hiện tại nhìn lại cổ đạo nhất một chút bọn họ đều bị đả kích lớn có mấy người thật không thể không phục rất ít người không có đánh mất tự tin mỗi người kia đều là vương giả trong vương giả tỷ như thiên hạ đệ nhị lòng hương nguyệt hồng ma mỗi một người đều nhìn chằm chằm cổ đạo nhất trong ánh mắt có chiến ý hừng hực lang hàn ngược lại rất biết điều hắn muốn cho cổ đạo nhất tự mình phát hiện chiến xa bất phàm tuy cổ đạo nhất chỉ là tiểu cực vị nhưng đứng chắp tay Tiên thai tỏa ra hào quang màu xanh, ngay cả các bá chủ cũng không dám coi thường. Còn nữa, đây chính là thân đồ thứ 10 của Tinh Sa Đại Thánh, ai dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại? Cổ sư đệ, rất nhiều người chào hỏi, cái này có khả năng cực cao là thánh nhân thứ 10, hiện tại không mau mau kéo quan hệ, ngày sau liền không với cao nổi. Có điều trong này không có bá chủ, đám người nhậm phi vân mỗi người cực kỳ tự kiêu, há có thể nịnh bợ một tên tiểu sư đệ. Cổ đạo nhất hoàn toàn không coi là chuyện to tát ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người lăng hàn lâu hơn một chút, liền lập tức thu về. Hắn đánh giá chiếc chiến xa kia, còn có di thể ba con phượng vương ôm thành đoàn, trên mặt dần dần lộ ra kinh sợ. Hắn là ai, tiên vực chảm trần lão tổ, nhãn lực tự nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Chân phượng, hơn nữa còn là thánh vương cảnh, chương 1627, cổ đạo nhất đến, dương mở hạ. Hắn nguyên bản không tin nơi này sẽ xuất hiện bí pháp tiên vương, nhưng khi đó phát sinh đại dung chuyển, quả thật có vài tiên vương gặp nạn, bằng không hắn cũng không thể ở tổ địa cửu xà thu được một bộ phận cửu tử cử thiên công truyền thừa. Điều này làm cho hắn tu ra 10 đời tiên thai, cũng làm cho hắn tràn ngập tham lam với tiên vương thiên công. Bản thiếu cũng trâu như thế, nếu như hoàn chỉnh còn có thể cao đến đâu. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết luyện hóa loạn tinh nữ hoàng, có thể bù đắp cửu tử cử thiên công của hắn, cho dù còn không đạt tới hoàn chỉnh, nhưng so với hiện tại sẽ cường đại hơn vô số lần. Hắn chỉ là ôm một tia hy vọng mà đến, nhưng nhìn thấy Phượng Vương lôi kéo chiến xa, lại để hắn tim đập thình thịch, nói không chắc, thật có thể a? À. Hắn nhanh chân đi tới bên cạnh cái dương, đưa tay đi mở. rất nhiều người không vui, đang bắt chuyện với người a, à, người cũng quá kiêu ngạo đi. phải biết, hiện tại người còn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị, lại không phải thánh nhân. Cổ đạo nhất không để ý chút nào, kỳ thực hắn ngay cả thánh nhân cũng không có để ở trong lòng, tất cả cường giả thần giới ở trong mắt hắn đều chỉ là cặn bã mà thôi hai tay hắn cầm lấy dương, hơi dùng sức, phù, nhất thời có một vệt kim quang từ trong dương giải ra. Mở ra, thật có hy vọng mở ra, không hổ là cổ đạo nhất, thể phách, lực lượng đều vượt xa cùng cấp. Không thể không viết chữ phục, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm khái không thôi, ngay cả bá chủ cũng không nhịn được gật đầu, chính bọn họ đã nếm thử, thể phách hoàn toàn không đủ. Không hổ là được đại thánh xem trọng, xác thực kinh người. Thẻ thẻ thẻ, cái dương từ từ mở ra, trên trán cổ đạo nhất cũng hẳn lên gân xanh, cho dù hắn là tiên thai, hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm, hai tay run lẩy bẩy, sắp tan vỡ. Lên một lượt, vài tên bá chủ vọt lên, dồn dập ra tay, nâng cái dương lên. Trước cái dương là giày hợp, chỉ có thể dựa vào ngón tay phát lực, nhưng hiện tại không giống, cái nắp đã nhấc lên thật cao, hoàn toàn có thể dùng bàn tay nâng, độ khó liền hoàn toàn khác nhau. Hợp sức của mấy người, đặc biệt là mấy vị bá chủ, cái dương này cuối cùng từ từ mở ra. Mở ra, thật mở ra, không biết bên trong có bảo vật gì, nhất định là trí bảo, không thấy ngay cả bá chủ cũng không thể mở ra sao. Hẳn vậy, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tranh cướp, trước khi mở ra cái dương, vậy tự nhiên là một đoàn hòa khí, thậm chí dắt tay đồng tâm, nhưng một khi bảo vật xuất hiện, vậy liền không có gì để nói nhiều. Người không có tư cách đi tới phụ một tay đều lấy ra bảo khí, mở dương là một chuyện, nhưng tranh cướp là một chuyện khác, chuẩn thánh khí là bảy biện xem sao. Vù, cái dương mở ra kim quang trải rộng sông thẳng bầu trời nhất thời tất cả mọi người vọt lên dương báu mở ra ra tay chậm liền không còn một trận đại chiến nói bạo phát liền bạo phát vô cùng tùy hứng tiểu tử mau buông tay cầu ra muốn đi thi thố tài năng đại hắc cầu cũng muốn đi tới tham gia chút náo nhiệt lại bị lăng hàn nắm lấy cái đuôi để nó chỉ có thể bào móng vuốt lăng hàn lắc đầu nói đừng đi lãng phí thời gian mà thôi đại hắc cầu sướng sờ nó là tổ sư bẫy người nhất thời con mắt hơi chuyển động. Tiểu tử, cái này có phải là ngươi làm ra hay không? Lấy cầu ra hiểu rõ ngươi, ngươi làm sao có khả năng sẽ ngồi được như vậy? Ta tại sao không thể ngồi được? Lăng Hàn cười nói, cái tên nhà ngươi từ trong xương liền lộ ra một khung khí tức tham tài, cầu ra cách 10 vạn tám ngàn dặm cũng có thể nghe được, muốn mê hoặc cầu ra, ngươi kém xa lắm. Đại hắc cầu chỉ vào Lăng Hàn nói, tiểu hắc, ngươi không hổ là tiện thánh, muốn mê hoặc ngươi không dễ dàng. Lăng Hàn cười nói, đó là ta phi đại hắc cẩu vừa định đắc ý cười nhưng lập tức quay đầu cắn tới lăng hàn dám to gan trêu chọc cẩu ra nhà ngươi xem bản tọa không cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh lăng hàn ngưng quyền nghinh tiếp oanh 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 một người một chó qua mấy chiêu nhưng rất nhanh liền kết thúc chiến đấu một cái sợ hàm răng của đối phương một cái khác là tràn ngập kiêng kỵ cử thiên hỏa lại nói vốn là đùa giỡn tự nhiên không thể huyên náo thật bọn họ kết thúc chiến đấu những người khác cũng vậy bởi vì mọi người đều nhìn thấy trong dương không có bảo vật gì, mà là một mảnh hỗn độn. Đây là, cái quỷ gì, ánh mắt của cổ đạo nhất sáng ngời, đã từng là chảm trần lão tổ, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, đây là một cánh cửa, mà trong dương là một tiểu thế giới. Bảo tàng, bí pháp tiên vương, hắn tung người mà vào, đừng xem cái dương không lớn, nhưng thời điểm người phóng qua, thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ lại, sau đó tiến vào, dễ dàng liền thông qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập dấn thân vào, bên trong chính là bảo tàng, ai muốn lạc hậu. Lại nói, Cổ đạo nhất đã đánh trận đầu, hắn cũng không sợ, ai sẽ sợ. Lăng Hàn cũng đứng lên, việc này không nên chậm trễ, hắn muốn đi đánh lén Cổ đạo nhất. Hắn tiến vào thế giới trong dương, trở lại địa phương quen thuộc. Hí, tiến vào thế giới trong dương, tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn muốt vuốt to lớn kia. Bên ngoài ba con phượng vương đang tiến hành truyền thừa cuối cùng, chỉ từ mặt ngoài xem, bọn nó thậm chí không giống như là phượng hoàng khí tức không hiện ra chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mạnh mẽ nhưng cự chảo này không giống vừa nhìn liền biết vô cùng mạnh mẽ dường như thánh vương chỉ là đoạn chảo mà thôi cũng đã đáng sợ như thế vậy chân thân của chảo này lại là tồn tại cỡ nào nơi này tất nhiên có bí bảo tuyệt thế cổ đạo nhất là người thứ nhất hành động thân hình hắn thoát ra bước về phía ngọn núi chính vì cự chảo kia như là vật nhắc nhở những người khác cũng dồn dập theo vào người đều có tâm lý làm theo mù quáng vương giả càng có chủ kiến một ít, nhưng cổ đạo nhất là ai? Vạn cổ thiên kiêu, ngay cả đại thánh cũng muốn cướp thu hắn làm đồ đệ, đại diện cho thiên địa khí vận. Thân hình của cổ đạo nhất đột nhiên chậm lại, lập tức lấy tốc độ vô cùng chậm rãi cất bước. A, à, ừm, ô, những người khác đi vào khu vực này, không ai không hét lên kinh ngạc, sau đó tốc độ giảm mạnh, có mấy người bởi vì vọt quá nhanh, thân thể bị gió núi thổi tổn thương, vết thương đầy giấy, người nghiêm trọng nhất thậm chí bị bổ xuống một cánh tay, tiếng kêu rên lên hồi Chương 1628: Mai phục, lần này mọi người mới thành thật, không dám vọt quá gấp, kia là hành động tìm chết. Bọn họ cũng thầm trách cổ đạo nhất, người biết rõ ràng gió núi nơi này đáng sợ, tại sao không nhắc nhở một tiếng, tốt xấu cũng là đồng môn a. Đến nơi này, ngay cả cổ đạo nhất cũng bước đi gian nan, nhất định phải phân một bộ phận lực lượng rất lớn đặt ở phòng ngự, tiên thai của hắn cũng không phải lấy thể phách mạnh mẽ tăng trưởng, chỉ là có thể phân tán lực lượng ăn được đến toàn thân, biến tướng mà tăng lên phòng ngự. Nhưng hiện tại không giống, do núi phất đến, có nửa người sẽ chịu ảnh hưởng, tuy hắn vẫn ung dung hơn những người khác, nhưng xa xa không đến thành thạo điêu luyện. Ngược lại là thiên hạ đệ nhị, hắn quả thực như cá gặp nước, nhanh chân cấp tốc chạy đi, còn nhanh hơn cổ đạo nhất. Bởi vì hắn là thể phách mạnh mẽ chân chính, mẹ kiếp, người chạy nhanh như vậy làm gì? Lăng Hàn từ một bên khác đi tới, cái sơn đạo này so với bình thường khó đi hơn nhiều. Nhưng hắn qua hồ không bị gió núi ảnh hưởng, bởi vậy cho dù địa hình nơi này khó đi cũng không hề có một chút quan hệ nào, hắn thậm chí có thể phi hành một đoạn đường, nhưng thời gian lâu dài vẫn không được, dù sao đỉnh đầu trấn áp một móng vuốt Thánh Vương a. Ấn kế hoạch của Lăng Hàn, là giành trước tiến vào trên cung điện, sau đó mai phục, sau khi cổ đạo nhất tiến vào hắn liền triển khai công kích, bắt đối phương. Có móng vuốt kia áp chế, thể phách của hắn chiếm ưu thế, hơn nữa khí tức Thánh Vương che lấp thần thức, có thể để cho đánh lén trở nên càng thêm sắc bén một đòn bắt cổ đạo nhất cũng không phải là không thể được. Chỉ cần thu người vào hắc tháp, vậy hắn cũng đi vào nghỉ ngơi một trận, hoặc là sớm rời đi, đương nhiên sẽ không có người tính cổ đạo nhất mất tích tới trên đầu hắn. Nhưng thiên hạ đệ nhị lại ngáng một cước, cái con hàng này, chỉ có thể bắt hắn luôn. Thân hình của lăng hàn như bay, rất nhanh thì đi tới trên đỉnh ngọn núi, bởi vì đi là một sơn đạo khác, có rừng rậm che chắn, bởi vậy không có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà từ cửa động do cự chảo phá tan tiến vào, chờ ở trong bảo khố. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh vượt qua cổ đạo nhất, hai người tiến hành một phen chiến đấu, thể phách của thiên hạ đệ nhị chiếm ưu, nguyên bản cũng không thua kém cổ đạo nhất quá nhiều, bởi vậy hắn thuận lợi vọt qua cổ đạo nhất ngăn cản, trở thành dê đầu đàn, sau đó ưu thế tiếp tục mở rộng. Khi hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, cổ đạo nhất mới đi 3 phần tư con đường, mà những người khác thì càng thêm lạc hậu, không có một người đi xong nữa đường. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh phát hiện nơi ở của kho báu, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đến, bởi vì hắn biết mình là người thứ nhất, hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới còn có người, tự nhiên cũng sẽ không có tí tẹo đề phòng. Lăng Hàn ra tay, một trường liền đập tới sau gáy của thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị lập tức phát ra gầm lên giận dữ, nhưng thần thức của hắn bị khí thức thánh vương ngăn cản, như người mù người điếc, còn phải phân ra một bộ phận lực lượng dùng để đối kháng gió núi, mà Lăng Hàn là lấy hữu ý tính vô ý, thực lực càng chiếm ưu, hắn làm sao chặn. Đùng, hắn bị lăng hàn một trưởng vỗ lên đầu trực tiếp mất đi cho dù hôn mê bất tỉnh trên mặt thiên hạ đệ nhị vẫn còn mang theo nổi giận mãnh liệt đây là tự nhiên hắn là vương giả trong vương giả nhưng lại bị người một trưởng nện hôn mê bất tỉnh quá mất mặt lão huynh thật không tốt lăng hàn ném thiên hạ đệ nhị vào hắc tháp miễn cho chút nữa hắn cùng cổ đạo nhất đại chiến thì phát ra sóng chấn động làm hắn giật mình tỉnh lại bằng không lăng hàn hoặc là giết người diệt khẩu hoặc là phải giam thiên hạ đệ nhị ở trong hắc tháp một quãng thời gian rất dài lăng hàn lui về phía sau một chút kế tiếp chính là chính chủ chờ thật lâu tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến bỏ ra một cái bóng hẹp dài cổ đạo nhất sốt cục đến rồi hắn không chút do dự mà từ cửa động bò đi nhưng tốc độ thật chậm thật chậm bởi vì hắn biết thiên hạ đệ nhị đã tiến vào nơi này làm sao dám bất cẩn. bếu bên trong không có thánh vương cự trảo hắn tự nhiên không sợ nhưng hiện tại hắn phải xem thiên hạ đệ nhị là kình địch ánh mắt của lăng hàn ngưng lại đột nhiên ra tay hừ sớm đề phòng ngươi, cổ đạo nhất cười gần, cũng không quay đầu lại, chính là một quyền đón nhận, vù, chín thế thân của hắn đồng thời xuất hiện, hai mắt tự nhiên đã sớm khôi phục bình thường. Hiển nhiên, trước hắn dùng từng đời thần thông, mời ra chín thế thân, chính là có ý trong thời gian ngắn nhất chân áp thiên hạ đệ nhị, độc chiếm bảo vật. Oanh, song quyền đấu chính diện, cổ đạo nhất đột nhiên biến sắc, lúc nào thiên hạ đệ nhị này trở nên lợi hại như vậy. Hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống, cuối cùng quay thân thể lại, con người không khỏi trừng ra, thất thanh nói. Lăng Hàn, nếu như người đánh lén là thiên hạ đệ nhị, vậy cổ đạo nhất nhiều lắm chỉ thầm hận đối phương trước cố ý giấu giếm thực lực, để hắn phỏng đoán sai lầm, ngay cả tế gia thần thông thập thế vẫn ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng người này lại là Lăng Hàn, làm sao sẽ là Lăng Hàn? Ở trước hắn rõ ràng chỉ có thiên hạ đệ nhị, lẽ nào? Hắn đột nhiên ngẩn ra, cái tên này là từ chỗ khác tới. Cổ đạo nhất biến sắc, tại sao đối phương phải làm như thế? lẽ nào là cố ý không muốn để người ta biết hành tung? Thiên hạ đệ nhị đâu, ngươi là đặc biệt tới đối phó ta, hắn uy nghiêm đáng sợ nói, mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí mười phân khẳng định. Lăng Hàn chỉ tay một cái, ngươi và ta ân oán, cũng nên triệt để thanh toán A. Ngươi cũng xứng nói với ta lời như vậy, cổ đạo nhất diễu cợt, ta đời thứ nhất chính là tiên vực chảm trần lão tổ, ngươi là thứ gì? Hắn đồng dạng chỉ vào Lăng Hàn, đầy mặt đều là xem thường hắn không có ngay lập tức động thủ là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian ở đây khai chiến đối với hắn quá bất lợi trái lại lăng hàn thể phách mạnh mẽ chịu đến ảnh hưởng tuyệt đối nhỏ hơn hắn trước hắn liền thua với trong tay lăng hàn hiện tại mình đã bị suy yếu nghiêm trọng vậy khẳng định không phải đối thủ của lăng hàn lần này tuyệt không phải chỉ là luận bàn đối phương là vì mạng của hắn mà đến cho dù cổ đạo nhất cực kỳ tự phụ vẫn lựa chọn chiến thuật kéo dài chỉ cần có người khác đến vậy lăng hàn còn dám hạ sát thủ sao chương 1629, nghiền ép tuyệt đối. Chỉ cần hắn thoát vây, vậy tu luyện nhiều mấy năm trở về tính sổ, hoặc là xin tinh xa đại thánh ra tay liền được. Lăng Hàn có niềm tin tuyệt đối, lúc trước hắn chỉ là ở trong người khác xuống sát trận cấp 14 liền có thể đánh bại cổ đạo nhất, hiện tại là huyết nha trận xếp hạng thứ nhất trong cấp 15. Cho dù tu vi của cổ đạo nhất tinh tiến mãnh liệt, nhưng còn không mãnh liệt tới mức độ như vậy. Hắn cười nhạt, cũng không vội ra tay nói làm sao ngươi biết ta không phải tiên vương chuyển thế? Ha ha, cổ đạo nhất cười gần, kỳ thực hắn rất muốn đánh lăng hàn một cái bạt tai, nhưng hiện tại chỉ có nhịn xuống. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía nói, ta rất hiếu kỳ, nếu như nói đây là ngươi cố ý dẫn ta đến, nhưng lấy thực lực của ngươi căn bản không có thủ bút như vậy. Đây là kho báu của thiên hà vương, năm đó thiên hà vương xác thực được truyền thừa của một vị tiên vương, kết quả gặp phải rất nhiều cường giả cấm địa vây công, cuối cùng ngã xuống, nhưng cái kho báu này không có bị cấm địa đắc thủ. Lăng Hàn giải thích, hiện ra rất tốt bụng, Cổ đạo nhất hô hấp lập tức trở nên gấp gáp đến, hai mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập mơ ước. Lăng Hàn gật đầu nói, ngươi đoán không sai, phần bảo tàng này xác thực ở trong tay của ta, thuận tiện lại dẫn ngươi ra, giải quyết một phiền phức. Công pháp Tiên Vương, thân thể của Cổ đạo nhất đều đang phát run, có thể Lăng Hàn không biết hai chữ Tiên Vương này đại biểu cái gì, nhưng hắn cực kỳ rõ ràng, Tiên Vương đó là vương của toàn bộ tiên vực a tiên vực rộng lớn cường giả như mây nhưng tiên vương lại có mấy cái lấy hắn biết chỉ có bảy người đương nhiên cho dù hắn là trảm trần lão tổ cũng chỉ sinh sống ở một góc của tiên vực căn bản không có du lịch qua toàn bộ tiên vực biết có hạn nhưng địa phương một vị trảm trần lão tổ đi qua còn chưa đủ lớn sao cái này cũng chỉ có thể sinh ra bảy vị tiên vương đây là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của tiên vực hắn chỉ được một bộ phận diệu pháp của cửu tử thiên công nhưng hắn có thể xác định, ngày sau hắn trở lại trảm chân, cung cấp tuyệt đối không có đối thủ, trừ khi là những người đồng dạng tu luyện công pháp Tiên Vương kia mới có thể ngang hàng. Lăng Hàn, khả năng được công pháp Tiên Vương hoàn chỉnh, cho ta, đó là của ta, trên trán Cổ Đạo Nhất hằn lên gân xanh, hai mắt đỏ ngầu. Ngươi dám thí, Lăng Hàn ra tay, tóm tới cổ đạo nhất, Cổ Đạo Nhất tự nhiên đã sớm chuẩn bị, chín thế thân cùng nhau bay ra, tiên thai lưu chuyển hào quang màu xanh vô thượng trong hai mắt của hắn bắn nhanh ra hai tia sáng tràn ngập lực phá hoại khủng bố đây là thần thông hắn mới tu ra phải đến hàng hà cảnh mới có thể dùng trước hắn vẫn không có triệt để nắm giữ hiện tại rốt cục có thể vận chuyển người có tiến bộ lẽ nào ta không có cổ đạo nhất kêu lên hai tay kết ấn lại đánh ra một thức thần thông là thương lang ấn là đời thứ nhất hắn ở tiên vực đoạt được uy lực vô cùng cũng chỉ có đạt đến hàng hà cảnh mới có thể miễn cưỡng thôi thúc lang hàn không sợ hung hăng đột tiến oanh hắn vung ra một quyền liền đánh nổ thế thân thứ 8 của cổ đạo nhất, sau đó vung một quyền, đời thứ 5 cũng lập tức bỏ mình. Hắn cứ như vậy xông tới, một quyền liền giải quyết một thế thân. Cổ đạo nhất ngơ ngác, hiện tại chín thế thân của hắn còn cường đại hơn hắn A, làm sao sẽ không chịu nổi như thế? Không không không, là lăng hàn làm sao trở nên mạnh như thế? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngăn ngắn mấy năm mà thôi, mình dựa vào mấy môn thần thông tăng thực lực lên gấp 3-4 lần, cái này đã là thành tựu không bình thường nhưng làm sao lăng hàn tăng lên gấp 10 lần gấp trăm lần ngàn lần cũng có khả năng a rõ ràng tu vi của tên này chỉ tăng lên một tinh mà thôi nhưng sức chiến đấu lại có thể bùng lên nhiều như vậy lẽ nào là cường độ xương cốt của ngươi mạnh mẽ đến có thể lạc ấn trận văn cao hơn hai cảnh giới hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại bằng không lăng hàn không thể ở dưới tình huống tu vi hầu như không thay đổi tăng sức chiến đấu lên ngàn vạn lần người 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 biến thái a Hiện tại hắn cũng thật có chút tin tưởng Lăng Hàn chính là tiên vương chuyển thế, bằng không làm sao có khả năng mạnh như thế. Lăng Hàn đột tiến, sau khi nổ ra chính quyền, chín thế thân của cổ đạo nhất cũng bị đánh nổ toàn bộ, hắn ép thẳng tới chính chủ. Cổ đạo nhất cắn răng, muốn chạy đi là chuyện không thể nào, kia là móng vuốt của thánh vương chân áp, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra, nhưng hiện tại tình huống này, hắn có thể làm được sao? Chỉ có tử chiến, chống được đến có người lại đây. Hắn vỗ ngực một cái, ba tia lực lượng tiên nguyên đồng thời vận chuyển, hai tia căn bản không đủ. Phốc, trên da của hắn lập tức nứt ra từng cái khe, máu tươi tuôn ra, đã biến thành một huyết nhân. Trước hai tia lực lượng tiên nguyên suýt chút nữa để hắn tan vỡ, huống chi là ba tia, nhưng không cần ba tia, hắn căn bản không thể ngang hàng lăng hàn, đây là hành động bất đắc dĩ. Cổ đạo nhất ta chính là tuyệt thế tiên thai, đánh nhau cùng cấp tuyệt đối bất bại. Hắn quát, cũng không biết là đang kêu gào hay là khuyến khích mình. Vẻ mặt lăng hàn lãnh đạm, người tu luyện chỉ là cử tử thiên công không trọn vẹn, mà ta là bất diệt thiên kinh lấy sở trường của các loại bí pháp tiên vương dung hợp, trước đây không có tìm được biện pháp để bất diệt thiên kinh dùng ở tiến công, nhưng hiện tại không giống. So tiên pháp với ta, mi xứng sao, hắn một trường trấn xuống, 10 tòa huyết nha trận cùng nhau phát huy, hiện tại hắn đúng là muốn nhanh chân áp cổ đạo nhất, chỉ lo đối phương căng nứt thân thể, thê tử dùng không được. Vốn nữ hoàng tu luyện chậm một chút thì chậm một chút, hắn cũng không nỡ để nữ hoàng đi sông pha chiến đấu, nhưng hiện tại là quan hệ đến hạnh phúc của hắn a. À. Ra ra ngươi, dám hủy hoại đồ vật của ta, hắn phẫn nộ nói, cổ đạo nhất đầu tiên là sướng sờ, sau đó mới phản ứng được, suýt chút nữa tức ngất, ngươi lại xem ta thành món ăn trên bàn. Nhưng lúc này, một trưởng của lăng hàn đã ghim xuống, trong lòng bàn tay có một con huyết nha trông rất sống động mở ra cánh chim, tỏa ra khí thức cực kỳ đáng sợ. Làm sao chịu đựng, một trưởng ghim xuống, chân áp chư thiên, chương 1630, ai làm? song quyền của cổ đạo nhất bạo oanh, lực lượng tiên thai hoàn toàn tỏa ra, hắn gào thét, xúc động lực lượng chư thiên tinh thần, một ngân hà mở ra, sáu ngôi sao lóng lánh, cái cái to lớn đến kinh người, có tiên huy màu bạc nằm dày đặc. Liều mạng, nhưng, cái này có ích lợi gì? lang hàn ghim xuống một trường, cổ đạo nhất bị chân áp, trực tiếp ném vào trong hắc tháp. Hắn vốn cường đại hơn cổ đạo nhất nhiều, lại thêm nơi này áp chế cổ đạo nhất, một chiêu liền ung dung chân áp. Lúc này, người gần đỉnh ngọn núi nhất còn có hai phần mười đoạn đường không có đi xong, lăng hàn ném thiên hạ đệ nhị ra, lại nảy sinh trò đùa dai, lột quần của hắn đi, sau đó bỏ ra kho báu, ấn đường cũng trở về đến dưới chân núi. Tiểu tử, ngươi làm gì thế? Đại hắc cầu ngăn hắn, xem ngươi cười dâm đáng, khẳng định không làm chuyện tốt. Ta hủy ổ chó của ngươi bây giờ, tâm tình của lăng hàn không tệ, cùng đại hắc cầu gặp chiêu phá chiêu. Đại hắc cầu nghi thần nghi quỷ nhìn hắn nói, ta nói tiểu hàn tử, Ngươi như vậy là không đúng, có chuyện tốt giết người phóng hỏa sao có thể không gọi cậu ra. Ngươi xem, cậu ra còn có thể bên cạnh canh gác cho ngươi. Lăng Hàn cười khà khà, ngươi là muốn xem trò vui đi. Vạn nhất thật sự có người đến, ngươi khẳng định còn có thể đổ thêm dầu vào lửa, căn bản chính là chó hoang e sợ cho thiên hạ không loạn. Kha kha, lại bị ngươi nói chúng rồi, bản tọa không có gì để nói. Đại hắc cầu không biết nhục, mặc kệ ngươi, lang hàn lên núi, một bên huyết sáo, cổ đạo nhất tiến vào hắc tháp liền thành thịt, chỉ có phần nhận mệnh. Lăng Hàn, đây là nơi nào, làm sao có khả năng có không gian thần khí lớn như thế? Người rốt cuộc là ai? Cổ đạo nhất ở trong hắc tháp liều mạng kêu lên, lực lượng tiên nguyên của hắn đã bị hắc tháp chân áp, hiện tại chỉ có thể đứng thẳng, một chút cũng nhúc nhích không được. Kêu là cái gì, nơi này là địa phương ngươi la hết sao? Tu la ma đế xuất hiện, hắn từ trước đến giờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hiện tại cổ đạo nhất hoàn toàn không có sức đề kháng, hắn đương nhiên phải cáo mượn oai hùng một hồi. Cổ đạo nhất sắp điên rồi, một nhật nguyệt cảnh nho nhỏ lại dám hướng mình quát gọi, đây là muốn lật trời sao. Đùng, Tu La Ma Đế lập tức một cái bạt tai quất tới, hung thần ác sát nói. Người đây là vẻ mặt gì, ánh mắt gì, người xem thường đế ra nhà ngươi, người con mẹ nó, xấu xí như thế cũng dám đối phó chủ nhân nhà ta, ngươi là muốn ăn đòn. Không nói hai lời, trước tiên đánh một trận, lang hàn, ngươi thật quá mức rồi, sĩ khả sát bất khả nhục, người để một chó săn nhục nhã ta, quá vô liêm sỉ. Cổ đạo nhất muốn điên rồi, hắn là chảm trần lão tổ A. Chó săn, tu la ma đế kiêu ngạo nói, tiểu tử, có thể làm chó săn của chủ nhân đó là chuyện tốt cầu cũng cầu không được, người cho rằng tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm chó săn của chủ nhân. Cắt, xem loại cặn bã như ngươi, chủ nhân nhà ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Đầy mặt hắn đều là vẻ nịnh nọt, chủ nhân, là hồng thái dương của chúng ta, chiếu tới chỗ nào chỗ đó phát sáng chủ nhân là ngọn đèn sáng chỉ đường trong bóng tối chủ nhân là người mạnh nhất trên đỉnh cao nhất thế nhân chỉ có thể sùng bái cổ đạo nhất buồn nôn hắn lần đầu nhìn thấy có người nịnh hót cũng có thể vỗ tới thanh tân thoát tục như thế đã trợn mắt ngoác mồm lăng hàn âm thầm nở nụ cười che đậy liên hệ với hắc tháp từ khoảng khắc cổ đạo nhất bị ném vào hắc tháp bắt đầu người này đã thành thịt cá không đáng lại nhìn nhiều cái gì vạn cổ thiên kiêu chỉ là tu luyện bí pháp tiên vương bản thiếu mà thôi Thời điểm Lăng Hàn trèo đỉnh, kỳ thực phía trên cũng chỉ tới ba mưa ơi mốt người, đều ở trong bảo khố tìm kiếm, nhưng bị Lăng Hàn cướp đoạt qua, vậy tựa như cá giết sang sông, còn có một chút xíu thứ tốt sót lại sao. Thiên hạ đệ nhị thì mờ mịt ngồi dưới đất, năm ngón tay thô to chộp vào trong tóc, trí nhớ của hắn xuất hiện gián đoạn. Ta con mẹ nó vừa nãy vì sao lại nằm trên đất. Nha, đúng rồi, ta là bị người đánh ngất, trên người ta món đồ gì cũng không thiếu, nhưng quần bị cắt. Hí, Thiên hạ đệ nhị không khỏi đưa tay ấn tới mông, lẽ nào đây là một đạo tặc hái hoa? Nguyên bản cũng chẳng có gì, nhưng trong lòng căng thẳng, hắn mơ hồ cảm thấy cái mông đau đớn, để hắn ngơ ngác thất sắc, sẽ không là bị ai bạo hoa cúc chứ? Ánh mắt của hắn đảo qua, hiện tại người ở chỗ này đều là nghi phạm a. Lăng Hàn vừa vặn leo xuống, nhìn thấy Thiên hạ đệ nhị một mặt mờ mịt, dáng dấp bị dọa thảm, trong lòng không khỏi buồn cười nói: "Đệ nhị huynh, sao sắc mặt giống như không dễ nhìn vậy?" Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên Hạ đệ nhị chỉ nhìn về phía Lăng Hàn lung tung gật đầu một cái. Hắn chừng lớn mắt trâu đảo qua ba mươi người tới sau kia, có Nhậm Phi Vân, có Kỳ Thiên, cũng có Bá chủ khác. Dựa vào quá nhiều người không thể phân biệt a. À. Phốc Lăng Hàn cười phun ra ngoài. Đại Hắc Cẩu vừa thấy lập tức đứng người lên nói: Tiểu tử, cái này cùng ngươi có phải là có quan hệ không? Nhìn dáng dấp con gấu kia thật giống như bị người bạo cúc, lẽ nào? Hí đại hắc cầu sợ đến liên tục rút lui. Không nghĩ tới ngươi là người như thế, cầu ra cảnh cáo ngươi, dám đánh chủ ý bản tọa, ta cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh. Lăng Hàn không có để ý tới, hắn chỉ là sinh ý đùa dai, mới chiêu đùa thiên hạ đệ nhị một chút, không nghĩ tới hiệu quả này có chút quá tốt rồi, để thiên hạ đệ nhị tâm thần hoảng sợ, tìm kiếm gian phu khắp nơi. Một phen tìm kiếm, tự nhiên mỗi người không có thu hoạch, bọn họ không cam lòng tìm lại, có thể còn có cái gì ở trong kho báu hay không, hận không thể ép bằng mỗi ngọn núi, sới ba tắc đất mà tìm. Nhưng vẫn không có thu hoạch, không có ai quan tâm cổ đạo nhất làm sao mất tích, thời điểm tiến vào mọi người chỉ để ý tầm bảo, ai sẽ để ý thiếu mất một người. Nghĩ đến cổ đạo nhất có khả năng là gặp không có thu hoạch, đã sớm rời đi. Mọi người bất đắc dĩ rời đi, nhưng mới ra cái dương, chỉ thấy một kim quang đại đạo từ xa xa giải lại, sau đó liền thấy một người đi tới, rõ ràng chỉ là lưỡng thưởng mà đi, nhưng chớp mắt đã đi tới phụ cận. Cuồng vũ thánh nhân, mọi người vừa thấy, kinh ngạc thốt lên, có người lập tức quỳ xuống, không quỳ cũng vẻ mặt cung kính. chương 1631, 10 thánh đều đến. Thánh nhân, đứng ở đỉnh phong võ đạo, thiên hạ cộng ngưỡng. Cuồng vũ thánh nhân khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn thi thể ba con phượng vương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này ra bảo tàng, tin tức khẳng định cũng truyền tới trong tai của hắn, nhưng hắn không động tâm, đạt đến độ cao như hắn đã cùng thiên ý có giao hòa nhất định, nếu như có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hoặc chỗ hỏng hắn nhất định sẽ tâm huyết dâng trào có cảm ứng bởi vì không hề cảm ứng hắn tự nhiên không có động thánh nhân khác cũng như thế nhưng khi cái dương mở ra kim quang mút trời ngay cả cách xa ở một đồ tinh cũng nhìn thấy điều này làm cho mười thánh có chút ngạc nhiên hắn liền tới xem một chút tin tưởng bất luận chuyện gì xảy ra hắn cũng có thể ung dung giải quyết nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy thi thể ba con phượng vương liền có uy hiếp lờ mờ chuyện này hắn không bắt được a à, đều đợi ở chỗ này không được dị động cuồng vũ thánh nhân trầm giọng nói tuân dụ mọi người lẫm liệt nói cuồng vũ thánh nhân lại giá kim quang đại đạo quay lại mộc đồ tinh có điều thánh nhân tuy có thể phá nát không gian nhưng cũng không thể làm được thiên nhai chỉ xích vẫn cần thời gian nhất định hơn nửa canh giờ sau mới gặp mười thánh dắt tay nhau mà đến kim quang đại đạo từng cái từng cái mọi người vừa thấy đều khiếp sợ không tên lại kinh động mười thánh mười thánh a Tinh Sa Đại Thánh đi tới trước di thể Phượng Vương, để Lăng Hàn hơi có chút sốt sắng. Trong này là có thể tử của hắn đang tiếp thu truyền thừa, tuyệt không thể bị cắt đứt. Hắn âm thầm quyết định, nếu như Tinh Sa Đại Thánh thật muốn làm gì, hắn không tiếc lấy ra Thánh Vương Tinh huyết cũng muốn ngăn cản. Cũng còn tốt, Tinh Sa Đại Thánh rất nhanh ngừng lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn hoàn toàn không chắc chắn chấn áp ba bộ di thể kia, cho dù ba con Phượng Vương này đã chết, cho dù hắn là Đại Thánh cao cao tại thượng. Sư phụ, chín vị Thánh Nhân tiến tới tinh sa đại thánh đầy mặt nghiêm nghị nói đây là di thể thánh vương hí chín thánh không ai không biết khí lạnh lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy đây không phải quái vật gì mà là ba con chân phượng kết lại với nhau chân phượng tất nhiên là thánh cấp nhưng đạt tới thánh vương cấp khó có thể tưởng tượng cái này ba con phượng vương lôi kéo chiến xa bảo vật sẽ quý giá bực nào khổ cha thánh nhân nói mười thánh hai mặt nhìn nhau nếu như bọn họ có thể được di bảo thánh vương vậy tiểu thánh liền có thể trở thành trung thánh mà đại thánh thì lại có hy vọng tiến thêm một bước bước vào đỉnh cao vô thượng vào xem xem cái dương vẫn mở ra bọn họ tự nhiên nhìn thấy một mảnh hỗn độn kia cũng từ trong miệng bọn học sinh biết trong này kỳ thực là một tiểu thế giới thánh nhân tiến vào cho dù những người khác đã đi vào một lần nhưng hiện tại cũng không khỏi vào theo ngay cả thánh nhân cũng đã kinh động tầm quan trọng vượt quá tưởng tượng bọn họ không có tìm được bảo vật nói không chắc thánh nhân có thể khi Lăng Hàn tiến vào thế giới trong dương, chỉ thấy 10 thánh đã đi tới đỉnh ngọn núi chính, hiển nhiên, uy thế của cự trảo không có tác dụng đối với những thánh nhân này, hoặc là nói cách nhau quá xa, căn bản không có uy hiếp. Tinh sa đại thánh ra tay, thu lấy cự trảo này. Tuy đại thánh còn lâu mới có thể so với thánh vương, nhưng cái này dù sao chỉ là một móng vuốt mà thôi, cũng không phải di thể hoàn toàn, hơn nữa, ba con phượng vương bên ngoài là ôm thành đoàn, huyết mạch tương thông, há là một đoạn trảo có thể so sánh? tinh xa đại thánh toàn lực ra tay hóa đi thánh uy đáng sợ trong cự trảo những người khác cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trên ngọn núi chính lực sát thương của gió núi đang lấy tốc độ thật nhanh suy yếu thu tinh xa đại thánh lại quát một tiếng cái cự trảo này liền biến mất không còn tâm hơi lang hàn không khỏi đỏ mắt đây chính là móng vuốt của thánh vương a nếu có thể nấu canh uống tất nhiên chỗ tốt vô cùng nhưng ai dám ở trong tay đại thánh cướp đồ ăn cự trảo vừa đi nơi này tự nhiên không còn chút uy hiếp mọi người triển khai càn quét, ngay cả 10 thánh cũng vậy, nhưng không có một chút xíu thu hoạch. Kỳ thực cũng không thể nói không có, móng vuốt thánh vương chính là bảo vật kinh người, luyện hóa ra lực lượng thánh nguyên trong đó, khả năng đối với đại thánh cũng có lợi. Cổ đạo nhất đâu, tinh xa đại thánh đột nhiên sững sờ, đồ đề kia đã sớm đến nơi này, vốn cho rằng hắn ở thế giới trong dương, nhưng hắn không có cảm ứng được khí tức của cổ đạo nhất. Người đâu, đi đâu rồi? Chín thánh cũng tản ra thần niệm tìm kiếm, đây chính là đệ tử cuối cùng của sư phụ, cũng được ân sư ký thác kỳ vọng cao, tương lai sẽ kế thừa y bát. Nhưng mặc bọn họ làm sao tìm kiếm, cũng không có phát hiện tung tích của cổ đạo nhất. Sắc mặt của Tinh Sa Đại Thánh âm trầm, để người tiến vào sớm nhất từng cái thuật lại trải nghiệm của mình. "Hả? Khi Thiên Hạ đệ nhị cũng nói ra trải nghiệm của mình, tâm tình của Tinh Sa Đại Thánh không khỏi hơi ba động một chút, nhất thời, đỉnh núi cuốn lên cơn lốc đáng sợ, uy lực không kém cự trảo lúc trước chút nào." Tinh Sa Đại Thánh có thể kết luận người bí ẩn đánh ngất thiên hạ đệ nhị cùng đồ đệ mình mất tích có quan hệ. Hắn không phải chưa từng hoài nghi thiên hạ đệ nhị, nhưng tuyệt không cho là thiên hạ đệ nhị có thực lực ở dưới tình huống không kinh động những người khác bắt cổ đạo nhất. Cho dù lúc trước tình huống đặc thù, nếu như tiên thai yếu như thế, hắn làm sao có khả năng thu làm đệ tử thân truyền. Người này, đến tột cùng là ai? Trong bá chủ đều có thực lực như vậy, nhưng mọi người đều nói, cổ đạo nhất chính là người thứ hai tiến vào nơi này, muốn nói có người nhanh hơn hắn, vậy thể phách khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Trong bá chủ không có một người phù hợp điều kiện như vậy, muốn nói thể phách, ngược lại là cổ đạo nhất càng chiếm thượng phong. Hả, tinh xa đại thánh đưa mắt nhìn về phía lăng hàn, cái này tuy chỉ là một tên tân sinh, nhưng khi đó liền đánh bại cổ đạo nhất, hơn nữa thể phách kinh người, ở đây chiếm cứ ưu thế cực kỳ lớn. Lăng hàn, đại thánh đột nhiên mở miệng, âm thanh như lôi, có phải là người bắt cổ đạo nhất không? Lăng hàn a một hồi, đầy mặt mờ nịt, vạn phần không rõ chương 1632, cử tử thiên công mới thượng. Đại hắc cầu thấy thế, không khỏi ở trong lòng giơ ngón cái, cái này thật sự có phong thái của cầu ra. Tin tức cổ đạo nhất mất tích truyền ra, nó căn bản không cần nghĩ lần thứ hai, ngay lập tức nhận định là lăng hàn làm. Người lặng lẽ lên núi, lại lặng lẽ xuống núi, lại đổi một con đường đi lên, cái này không phải nói rõ trước làm tặc sao. Tiểu tử, muốn ở trước mặt cầu ra trêu chọc khôn vật, người non lắm. Thực lực của Tinh Sa Đại Thánh mạnh hơn Đại Hắc Cẩu ngàn tỷ lần, nhưng nói đến hiểu rõ Lăng Hàn lại còn lâu mới có thể so với Đại Hắc Cẩu. Dưới cái nhìn của hắn, dáng dấp hồ đồ không rõ của Lăng Hàn tuyệt không giống như là giả ra. Không có quan hệ gì tới hắn sao? Tinh Sa Đại Thánh thầm nói, nhưng ngoại trừ Lăng Hàn ra, thể phách của ai có thể mạnh như vậy, dẫn trước thiên hạ đệ nhị, cổ đạo nhất trèo đỉnh. Không thể là Lăng Hàn, thiên hạ đệ nhị rất giảng nghĩa khí, hắn giải thích, thời gian Lăng Hàn xuất hiện còn muộn hơn những người khác nhưng tinh xa đại thánh vừa nghe ngược lại lộ ra vẻ hoài nghi lấy thể phách của lăng hàn không phải người thứ nhất trèo đỉnh cũng coi như lại chậm hơn thật nhiều người cái này không hợp lý a à. trong lòng lăng hàn tự nhủ thiên hạ đệ nhị làm số chuyện người không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm a à, sớm biết như vậy phải thu hắn vào trong hắc tháp giam 10 năm 8 năm a tinh xa đại thánh nhìn về phía lăng hàn lạnh nhạt nói thể phách của ngươi mạnh mẽ tại sao lại xuất hiện muộn như vậy lăng hàn tim đập vững vàng nói bẩm thánh nhân ta trước ở ngọn núi khác xoay chuyển một hồi vì lẽ đó tới chậm tinh xa đại thánh trầm ngâm đây quả thật là lý do rất tốt nhưng thật phải tin tưởng sao hắn tỏa ra thần nghiệp tìm tòi ở trên người lăng hàn một lát sau mới nói lấy không gian linh khí trên người ngươi ra vâng lăng hàn lấy ra một chiếc nhẫn cung kính đưa ra may là đã sớm chuẩn bị đây là dùng để che giấu hắc tháp trên người cường giả như bọn họ khẳng định đến có không gian linh khí a. Tinh sa đại thánh hư không vẫy tay, cầm giới chỉ, sau đó lấy thần niệm quét qua, bên trong là một ít chân nguyên thạch, còn có chút đan dược, thảo dược, nhưng tuyệt không có một bộ thi thể, cũng không có hải cốt. Thật không phải người này, Tinh sa đại thánh ném giới chỉ lại cho Lăng Hàn, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người rời đi thế giới trong dương. Phái người đóng dư ở đây, trong di thể ba con phượng vương thật giống như đang tiến hành một loại biến hóa nào đó vừa có động tính, lập tức sai người thông báo. Tinh xa đại thánh phân phó nói, vâng, chín thánh ẩm ẩm lĩnh mệnh, 10 thánh trải ra kim quang đại đạo, trở về mộc đồ tinh, tự nhiên có người ở đây lưu thủ, lưu ý quan sát thi thể ba con phượng vương biến hóa. Ngay cả thánh nhân cũng rời đi, những người khác tự nhiên không có đạo lý đợi tiếp nữa, dồn dập trở lại. Lần này mặc dù mọi người không có thu hoạch gì, nhưng cũng không có một chuyến tay không. Bọn họ nhìn thấy thánh vương lột xác, như thế vẫn chưa đủ sao. Lang Hàn thì lại không hề rời đi. Hiện tại Thiên Phượng Thần Nữ là một kẽ hở khổng lồ, chờ đối phương tiếp thu truyền thừa kết thúc, hắn sẽ lập tức ra tay đánh ngất toàn bộ người nơi này ở trước khi Thánh Nhân chạy tới mang người rời đi. Hắn đi vòng một đoạn đường trực tiếp tiến vào hắc tháp chậm rãi chờ đợi. Mà ở bên ngoài xác thực mà nói là Tinh Sa vũ Viện đã phát sinh một việc lớn. Cổ Đạo Nhất mất tích, Tinh Sa Đại Thánh động lôi đình chi nộ, ngay cả chín thánh cũng bị hắn phái ra ngoài tìm kiếm tâm tích của Cổ Đạo Nhất. Cái này đi ra một chuyến liền biến mất, đây là kết quả đại thánh không thể tiếp thu. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác, tin tức này truyền ra, đối với những học sinh khác mà nói là một tin tức cực kỳ phấn chấn. Nếu như cổ đạo nhất chết, há không phải nói hắn không phải là thiên mệnh chi nhân, những người khác còn có hy vọng trở thành thánh sao? Quả nhiên như Lăng Hàn từng nói, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực thì nhất định sẽ không thành công. Bọn họ ở lại tinh xa vũ viện, vậy chỉ cần được tinh xa đại thánh coi trọng, mang ý nghĩa thay thế được cổ đạo nhất, trở thành nhân tuyển của Tân Thánh. Những người này đương nhiên ước gì cổ đạo nhất chết mất, chỉ có như đám người Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Đệ Nhị niềm tin kiên định, bọn họ tin tưởng mình không thua bất luận người nào. Ngoại trừ thi thể ba con Phượng Vương còn ở đó, hết thảy đều phảng phất như khôi phục yên tĩnh. Cổ đạo nhất từ đầu đến cuối không có tìm được, nhưng Tinh Sa Đại Thánh cũng không có thu đệ tử, sau đó có tin tức kinh bạo truyền ra, Tinh Sa Đại Thánh có ý bồi dưỡng con trai mình, kế thừa Thánh vị cái này vốn là chuyện hầu như không thể nào tuy thủ đoạn của thánh nhân thông thiên nhưng nhiều nhất chính là kéo người đến hàng hà cảnh trở lên liền không có cách nào cửa ải thánh nhân nhất định phải dựa vào mình mới có thể nhảy qua mà khi tinh xa đại thánh thu lấy móng vuốt thánh vương lại có một tia khả năng hắn từ trong đề luyện ra một giọt thánh vương tinh huyết hóa đi hung sát khí để cho con trai của mình tẩy tủy phạt cốt từ trên căn bản tăng lên thiên phú võ đạo thánh vương tinh huyết quá quý giá quá mạnh mẽ nếu có thể bồi dưỡng con trai của mình vậy tại sao phải nước phù sa chảy ruộng người ngoài chớp mắt một cái ba năm qua đi trong hắc tháp nữ hoàng kết thúc bế quan cười khanh khách mà đứng ở trước mặt lăng hàn hoàn thành lăng hàn vui mừng nói nữ hoàng đại nhân ở trước mặt hắn tu vi thật giống như không có tăng lên gì nhưng mang đến cho hắn một cảm giác không giống có thêm một luồng tiên khí siêu thoát phàm tục nghị lực càng tăng hơn nữa cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp nói ta đã luyện ra tiên thai, được thần thông thập thế, hơn nữa càng có tiến bộ. Thân hình nàng khẽ run, từ trong cơ thể đi ra một người, cùng nàng giống nhau như đúc, chỉ là trên khí chất hơi có khác biệt, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Đón lấy, là thứ hai, thứ ba, tổng cộng 9 cái, thêm vào bản thể nàng là 10 người. Lăng Hàn có chút trợn mắt ngoác mồm, 10 thê tử. Một cái liền có thể mê hắn thần hồn điên đảo, 10 cái còn cao đến đâu. Cổ đạo nhất chỉ có thể mời ra 9 thế thân, mà ta trước cũng chỉ có thể hóa ra chín phân thân, thực lực còn phải chịu suy yếu. Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng có chút hưng phấn, chương 1633, cử tử thiên công mới khả. Nhưng hiện tại, mỗi một phân thân của ta đều mạnh mẽ như ta, hơn nữa, bất luận phân thân cùng ta cách nhau bao xa, cũng cùng ta tâm ý tương thông, liên hệ không bị thời không ảnh hưởng. Nếu như phân thân chết, ta còn có thể một lần nữa ngưng luyện ra. Càng diệu chính là, 10 thân có thể đồng thời tu luyện lực lượng của phân thân sẽ chảy vào chủ thân, sức chiến đấu chỉ nhận ảnh hưởng của chủ thân. Lang hàn cũng lấy làm kinh hãi, đây chính là cực kỳ châu bò A. À. Không hổ là bí pháp của tiên vương, trước bất luận nữ hoàng hay là cổ đạo nhất, đều chỉ tu đến một chút da lông, hiện tại nữ hoàng đại nhân mới chính thức nắm giữ một ít ảo diệu. Đây tuyệt đối cũng không phải cử tử thiên công chân chính. Nhưng đã rất mạnh mẽ, nếu không có nữ hoàng tự mình vạch ra, Lang hàn căn bản không thể tranh luận người nào mới là chủ thân của nàng mà chủ thân không chết, phân thân liền có thể sinh sôi liên tục, cái này ở trong chiến đấu cũng quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa, 10 thân có thể cùng một chỗ tu luyện, toàn bộ dùng để cung cấp chủ thân, tương đương nhanh hơn người khác 10 lần. Càng quan trọng chính là, người khác ăn đan dược sẽ sản sinh kháng dược tính, đan độc, nhưng nữ hoàng có thể dùng 10 thân thể phân công nhau ăn, sau một vòng, đan độc cũng gần như biến mất rồi. Bí pháp của tiên vương, có thể không trâu bỏ sao. Lang Hàn nhảy lên, Ôm lấy nữ hoàng, xoay vài vòng nói. Vậy người bước vào thánh cảnh cũng không cần thời gian quá dài chứ. Nữ hoàng tự tin nở nụ cười. Trong trăm năm, lang hàn cười hắc hắc, trăm năm thời gian, ca. Nhịn, bởi vì thiên phượng thần nữ còn đang tiếp thu truyền thừa, bọn họ liền tiếp tục đợi ở trong hắc tháp, trước mọi người uống canh thánh dược. Bây giờ dược lực hóa giải gần đủ rồi, lang hàn liền lấy ra cây thánh dược thứ hai, bắt đầu hầm nấu. Lần này nữ hoàng ăn hơn nửa bộ phận thánh dược, bởi vì nàng là có 10 phân thân có thể hỗ trợ cùng một chỗ luyện hóa, không yếu hơn Lăng Hàn chút nào. Mấy ngày sau, Lăng Hàn miễn cưỡng đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ, mà nữ hoàng thì thẳng tiến tiểu cực vị đỉnh cao, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước. Hiện tại tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh, 10 thân đồng thời tu luyện, cùng một chỗ cắn dược, lại thêm đó là tiên thai, ngay cả Lăng Hàn cũng chỉ có thể chố mắt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đố kỵ, hắn hận không thể để tốc độ tiến cảnh của nữ hoàng đại nhân nhanh hơn chút nữa thiên phượng thần nữ vẫn như cũ, Lăng Hàn liền trở về một đồ tinh một chuyến, đi tìm Lâm Vũ Khởi, đương nhiên, nữ hoàng để lại một phân thân bảo vệ, vạn nhất phát sinh dị biến, nàng có thể ngay lập tức biết, cùng Lăng Hàn chạy trở về. Tuy tốc độ của thánh nhân càng nhanh hơn, nhưng người muốn báo cho thánh nhân phải đi đến một đồ tinh một chuyến, chỉ cần Lăng Hàn nhanh hơn hắn là được, hiển nhiên, cái này không khó. Bảo Lâm Các ở đây mở ra một chi nhánh, nhưng nơi này không phải trường quang tinh vực, Bảo Lâm Các một chút ưu thế cũng không có, cửa vắng ngắt, một bộ sắp đóng cửa rồi. Lăng Hàn đi vào nói, trưởng quỹ của các người đâu, có món làm ăn lớn. Hắn hơi phóng thích khí thức của hằng hà cảnh, những hầu bàn kia nhất thời trở nên cực kỳ cung kính, vội vã bảo hắn chờ, chạy đi hậu viện thông báo trưởng quỹ. Chỉ chốc lát, hoàn bội đinh đương, làn gió thơm từng trận, một nữ tử thiên kiều bá mị dẫm bước liên tục, lắc eo thon thả mà đến, từ trong xương tỏa ra quyến rũ cùng xinh đẹp, tiểu gia hỏa ít tuổi nhìn sẽ hai mắt phun lửa, có vài nữ nhân đẹp đến cao quý có vài nữ nhân đẹp đến lạnh lùng có chút là quyến rũ tận xương lâm vũ khởi hiển nhiên thuộc về loại hình quyến rũ tận xương nàng đẹp còn lâu mới có thể so với nữ hoàng nhưng nàng tuyệt đối thuộc về loại nam nhân vừa thấy đã muốn cởi quần ơ ờ, cái này không là hàn đệ đệ của ta sao tật xấu yêu thích đùa giỡn người của lâm vũ khởi là không hề có một chút cải biến nào vừa thấy lăng hàn liền mị nhãn phát sáng bắt đầu không đứng đắn nữ hoàng đại nhân khẽ mỉm cười ánh mắt tràn ngập uy nghiêm lập tức quét qua. "Tỷ, tỷ tỷ." Lâm Vũ khởi lập tức như con chuột thấy mèo, trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn cúi đầu chơi vạt áo. Nàng là ký ức chưa phai, vị nữ hoàng này quá khí phách, quản lý đến nàng một điểm tính khí cũng không có. Lăng Hàn cười còn nói, "Gần đây chuyện làm ăn thật giống như không ra sao a." À? "Ai, khỏi nói, đâu chỉ là không ra sao, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi." Lâm Vũ khởi mặt mày ủ rũ, nói cường điệu hóa hiện tại lão nương sắp đến trình độ bán mình rồi nếu không có nữ hoàng ở đây nàng nhất định sẽ quang mị nhãn về phía lăng hàn nói lên một câu đệ để anh tuấn có hứng thú bao dưỡng tỉ tỉ hay không nhưng hiện tại chỉ có thể giấu ở trong bụng làm cho nàng có chút khó chịu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mạnh mẽ giả vờ đứng đắn cũng không gắn nổi lăng hàn nói vậy ta giới thiệu một sinh ý cho ngươi làm ăn lâm vũ khởi tràn đầy hoài nghi nhìn hắn nói ngươi thật muốn giới thiệu cho lão nương bán mình đề, lang Hàn lắc lắc đầu, lấy ra mấy khối thần thiết nói. Ta muốn người giúp ta bán những thần thiết này, mặt khác, ta còn muốn mua chút thần thiết cấp thấp, cấp 11 đến cấp 13 đều được. Hắn được thần thiết cấp 14 thực quá nhiều, bởi vậy có thể lấy ra đại bộ phận bán đi, đổi thành cấp 11 đến 13, dùng để cho tiên ma kiếm lên cấp. T, thần thiết cấp 14, Lâm Vũ khởi một cái bước dài vọt lên, như cướp cầm qua mấy khối thần thiết. Ôi ơ, ta nói, người đây là đánh cướp bao nhiêu người a? À? lại được nhiều thần thiết cấp cao như vậy. Chỉ là có chút quái lạ, dáng vẻ những thần thiết này tựa hồ rất giống. Trong lòng nàng có cái suy đoán, nhưng ngay cả mình cũng không thể tin được. Lăng Hàn không khỏi cười nói, rất giống gạch đất sao. Không sai, cái này vốn là từ trên bậc thang tháo ra, không phải giống, vốn là như vậy. Lâm Vũ khởi gật đầu, nhưng chỉ cho rằng Lăng Hàn đang nói đùa, đây chính là thần thiết cấp 14, ai sẽ lấy ra làm gạch, cái này cần xa xỉ cỡ nào nàng có chút quái lạ nói, ta mở là hiệu thuốc, người để ta đi bán thần thiết. Không được sao, Lăng Hàn nói, Lâm Vũ khởi suy nghĩ một chút, thần thiết cấp 14 khẳng định không có mấy người mua được, nhưng nhất định có thể hấp dẫn vô số người lại đây quan sát, đã như thế, cái tiệm của nàng còn không nóng sao. chương 1634, ủy thác, được, nàng lập tức gật đầu, ném qua một cái ánh mắt quyến rũ xinh đẹp. Người giúp tỷ tỷ một đại ân, có phải là muốn tỷ tỷ lấy thân báo đáp không? ta không cần chân nguyên thạch, người toàn bộ đổi thành thần thiết cấp 11 đến 13 cho ta, mặt khác, chiếc nhẫn này ngươi cầm, bên trong còn có một chút thần thiết, ta nghĩ có thể đổi được thần thiết ta cần. Lăng Hàn đưa tới một không gian linh khí, Lâm Vũ khởi kinh ngạc, chỉ là mấy khối thần thiết cấp 14 này chính là khoản tài phú không cách nào hình dung, trong tay ngươi lại còn có. Nàng lấy thần niệm quét qua không gian giới chỉ, suýt chút nữa ngất đi. Mẹ ruột a, à, bên trong lại có một đống thần thiết tựa như núi nhỏ, tuy nàng không có từng khối từng khối tỉ mỉ kiểm tra, nhưng nàng có thể kết luận, mỗi một khối đều là thần thiết cấp cao. Tiểu tử ngươi không sợ lão nương vụng trộm nuốt sao? Lăng Hàn tựa hồ ngờ tới nàng sẽ nghĩ như vậy, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút khí tức của mình. Hằng hà cảnh, Lâm Vũ khởi hoa dung thất sắc, nàng nhìn không thấu tu vi của Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn chủ động lộ ra khí tức, nàng vẫn có thể phán đoán được, trong tứ đại gia tộc của Bảo Lâm các không thiếu cường giả cấp số này. Nhưng lúc này mới trải qua bao nhiêu năm, Lăng Hàn liền từ nhật nguyệt cảnh lúc trước bước vào hàng hà cảnh, làm cho người ta không thể tin được. Cứ theo đàn này, chẳng phải không bao lâu nữa hắn liền có thể trở thành thánh nhân. Đồ vật của thánh nhân, ai dám hắc, Lâm Vũ Khởi không phải là không có ý nghĩ mang theo những thần thiết này chạy về vân đính tinh, nhưng cái ý niệm này chỉ nhoáng lên liền qua, đùa giỡn, yêu nghiệt như vậy chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Ta qua mấy năm lại tới, Lăng Hàn phất phất tay, ôm loạn tinh nữ hoàng nghênh ngang rời đi tên tiểu tử này thực sự là muốn nghịch thiên rồi. Lâm Vũ khởi lắc đầu cười khổ, nói không chắc lần sau gặp lại, tên này đã là thánh nhân. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng rất nhanh trở lại, Thế tử còn ở đó, nơi nào cam lòng bỏ lại mặc kệ. Ngược lại, để Đinh Bình hoặc cửu yêu cách một quãng thời gian trở về Vũ Viện lấy tài nguyên, tìm hiểu tình huống một chút, ở nơi nào tu luyện cũng không sánh bằng hắc tháp có đúng hay không. Thời gian trôi mau, rất nhanh đã 9 năm trôi qua. Ngày đó, Di thể ba con phượng vương đột nhiên bùng nổ ra lửa cháy hừng hực, như muốn dục hỏa trùng sinh, sống lại. Lăng Hàn biết, tự nhiên ngay lập tức chạy tới, nhưng một chiếc tinh thuyền loại nhỏ đã phóng lên trời, chạy về phía mộc đồ tinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không có để ý tới, mà vận chuyển công pháp thay đổi tướng mạo, phóng về phía mấy người lưu thủ ở nơi này. Ở lại chỗ này đương nhiên không thể có cao thủ, từng cái từng cái còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lăng Hàn oành 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 đánh ngã. Thánh nhân muốn từ mộc đồ tinh lại đây, Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, nhưng chiếc tinh thuyền kia muốn tới ít nhất phải ba ngày, vì lẽ đó, Lăng Hàn còn có ba ngày. Hắn nhìn, ba con phượng vương hẳn là đang thiêu đốt lực lượng cuối cùng, thân thể trở nên trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy thiên phượng thần nữ như nằm ở trạng thái không trọng lực, hai tay ôm đầu gối, toàn thân cuộn mình, mái tóc nhưng chút về phía chân trời. Thê tử A, người nhanh một chút, nếu như thánh nhân nào đến, vậy chúng ta chỉ có thể chạy ra tinh vực này. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, cái này rất dễ dàng liên hệ Thiên Phượng Thần Nữ tới bảo tàng nơi đây, mà quan hệ của Thiên Phượng Thần Nữ và Lăng Hàn lại không phải bí mật, lập tức sẽ kéo tất cả mọi người ra ngoài. Hai ngày sau, Phượng Vương Hỏa Diễm cũng thiêu đốt đến cực hạn, đột nhiên ầm ầm ngã ra, ngay sau đó, một đạo tân hỏa diễm giật động, Thiên Phượng Thần Nữ ngạo nhiên đứng ở trên thiên không, phía sau lộ ra hai cánh chim dài vạn trượng, độ dài không có thay đổi, nhưng phía trên nổi lên thần văn lại phức tạp hơn trước vô số lần. Cái này không phải tu vi tăng lên mà là thoát thai hoán cốt trên bản chất, lại như Tinh Sa Đại Thánh dùng một giọt Thánh Vương tinh huyết tăng lên thiên phú thể chất của nhi tử, Thiên Phượng thần nữ cũng như thế, nhưng nàng đạt được lợi ích không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Không thấy Tinh Sa Đại Thánh cũng không dám đụng vào thi thể ba con Phượng Vương sao? "Thê tử!" Lăng Hàn kêu một tiếng, Thiên Phượng thần nữ lập tức mở hai mắt ra, nàng vỗ cánh một cái bay đến, lao vào trong ngực Lăng Hàn, bắt đầu thu lại hai cánh, dáng vẻ có chút kích động. "Dù sao thật nhiều năm không thấy a." À, đi Lăng Hàn lấy ra Xuyên Vân Toa, lập tức phá không mà đi, đi vòng nửa vòng, từ hướng ngược lại bay về Mộc Đồ Tinh. Lúc này, một kim quang đại đạo mới từ Mộc Đồ Tinh phô ra, có thánh nhân xuất phát. Lần này điều động chính là Nhiên Đăng thánh nhân, hắn rất nhanh trở về, mang về mấy người bị Lăng Hàn đánh ngất, nhưng mặc bọn họ làm sao hồi ức, cũng không nhớ ra được là bị ai hạ thủ. Điều này làm cho Tinh Sa đại thánh rất tức giận, người hành hung này vốn là để cổ đạo nhất biến mất, lại còn dám ở nơi đó mai phục thực sự là gan to bằng trời, đây là đang gây hấn với quyền uy của hắn. Nhưng mặc cho đại thánh làm sao tức giận thì một điểm manh mối cũng không có. Lăng Hàn bình yên trở về Vũ Viện, sau đó đi bảo Lâm Các, nhìn Lâm Vũ khởi mua cho hắn bao nhiêu thần thiết. Vừa tới cửa, Lăng Hàn không khỏi sợ hết hồn, người nơi này thật đúng là nhiều. Lần trước tới đây, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng bây giờ thì sao? Ra ra vào vào nhiều người muốn chết, thật giống như muốn đạp bằng cửa hiệu. Tiền huynh có lầm hay không, ta là muốn rèn đúc một cây bảo đao, người dẫn ta đến hiệu thuốc làm gì. Kha kha, người đi vào xem liền biết, ở trước mặt của Lăng Hàn đang có hai người muốn vào điếm, một người nhìn bảng hiệu của Bảo Lâm Các, vẻ mặt cổ quái. Trong hiệu thuốc bán binh khí, ngạc nhiên a, à, Lăng Hàn đi theo sau lưng hai người, tiến vào hiệu thuốc, chỉ thấy có chút ít người mua thuốc, nhưng đại bộ phận người nhìn chung quanh, tựa hồ có chờ mong khác. Rất nhanh, một tỷ nữ xuất hiện, trong tay nâng một cái mâm, phía trên thả món đồ, nhưng bị gấm vóc màu đỏ che chắn. Hôm nay bán đấu giá thần thiết bắt đầu, tiểu tỷ nữ này xốc lên gấm rèn, hiện ra một khối kim loại tỏa ánh sáng lung linh, lóng lánh chói mắt. T, đây là quỷ văn kim trong thần thiết cấp 14. chương 1635, thay người, có thể chế tạo thành binh khí cấp 14, lâu dài ôn dưỡng, có thể trở thành thần khí cấp 14, có thể so với cường giả hàng hà cảnh trung cực vị, đã sớm nghe nói hiệu thuốc này mỗi cách 3 ngày sẽ bán đấu giá một khối thần thiết cấp cao, trước còn chưa tin, hiện tại ta thực sự là giật mình. Đúng đấy, trong hiệu thuốc lại bán ra thần thiết, cái này cần không đứng đắn cỡ nào a. À? Người không phải cướp bát cơm của binh khí phường sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng nên tranh giành vẫn phải tranh giành, quản ngươi là cửa hàng gì, chỉ cần thần thiết này là thật liền được. Âm thanh ra giá liên tục, cuối cùng bị một người mua, sau khi giao chân nguyên thạch, lập tức giấu kỹ thần thiết một đường co giò chạy như bay, sợ bị người nửa đường đánh lén đoạt bảo. Tuy bán đấu giá kết thúc, nhưng mọi người đã đến nơi này, liền thuận tiện mua ít đồ, cho dù đây chỉ có một phần trăm người, nhưng bởi vì lưu lượng khách lớn, vẫn như cũ tương đối khả quan. Lăng Hàn gật gù, tìm tới một tên hầu bàn nói. Trưởng quỹ nhà người đâu, ta có việc muốn tìm nàng. Ngươi là ai, trưởng quỹ nhà ta là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Tên hầu bàn kia nhưng cực kỳ kiêu ngạo, so với lần đầu tiên tới, thái độ không thể giống nhau, hơn nữa, người nơi này cũng toàn bộ biến dạng, người nào cũng không phải lăng hàn trước gặp qua. Làm ăn được rồi, lòng tự tin tung bay có thể lý giải, nhưng kiêu ngạo đến muốn lên trời, vậy thì quá mức. Ánh mắt của lăng hàn phát lạnh, lưu chuyển ra từng tia từng tia thiên uy, tên hầu bàn kia nhất thời kinh hãi đến nước tiểu muốn chảy ra. Không nên để ta nói lần thứ hai, gọi trưởng quỹ của bọn ngươi tới. Vâng, vâng, hầu bàn này liền vội vàng gật đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Lăng Hàn đứng ở một bên chờ đợi, qua một hồi lâu, mới gặp tên hầu bàn kia trở về nói. Vị quý khách này, ý tứ không tốt, trưởng quỹ bận bịu không có thời gian gặp khách. Hả, ánh mắt của Lăng Hàn ngưng lại, muốn phát hỏa, rồi lại đè xuống nói. Ngươi lại đi nói một tiếng, liền nói Lăng Hàn đến rồi. Hầu bàn này không khỏi trần chờ, hắn được mệnh lệnh là không cần để ý tới tên khách nhân này, trực tiếp oanh đi, nhưng then chốt là, hắn dám oanh sao? Lại nổ đi sao? Phải, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Lại một lát sau, hắn đi trở về nói, lăng ra, trưởng quỹ cho mời, hắn dẫn đường, mang theo lăng hàn đi tới hậu viện. Viện xác thực đứng một người, nhưng tuyệt đối không phải lâm vũ khởi, mà là một người đàn ông tuổi trung niên, vừa đứng ở dưới, như một ngọn núi cao, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hằng ha Hà cảnh, còn là trung cực vị, lâm vũ khởi đâu, lăng hàn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng nói. Lâm vũ khởi đâu, Người đàn ông trung niên trước tiên quay về hầu bàn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lui ra, sau đó mới mở miệng, không nhanh không chậm nói. Ta là Thi Cương Dương, là người phụ trách mới nơi đây. Lăng Hàn khẽ nhíu mày nói. Trước đây, ta giao rất nhiều thần thiết cho Lâm Vũ khởi bán hộ. Khạc, Thi Cương Dương nặng nề tăng hắng một cái. Lâm Vũ khởi đã bị triệu hồi bổn ra, người cùng nàng trong lúc đó có làm ăn lui tới gì, bản tọa không biết, cũng không thể bởi vì ngươi nói liền tin. Dựa vào, đây là muốn quyệt nợ dám gài bẫy đồ vật của mình lá gan không nhỏ lăng hàn hừ một tiếng nói người đây là quang minh chính đại gài bẫy ta thì cương dương nhất thời sầm mặt lại nói người trẻ tuổi người có thể tiến vào tinh xa vũ việt chứng minh người quả thật có thiên phú võ đạo nhưng có thiên phú là một chuyện làm người làm việc phải chú ý một chữ tín lại dám lừa lên bảo lâm các chúng ta thực sự là can đảm hắn biết lăng hàn là hằng hà cảnh nhưng không sợ hãi chút nào bảo lâm các thế lực gì Hằng hà cảnh là có thể đứng xếp hàng lôi ra. Lại nói, hắn là trung cực vị, lang hàn là tiểu cực vị, lẽ nào trung cực vị chân áp không được tiểu cực vị. Đùa giỡn, lang hàn gõ gõ ngón tay nói, ta cho ngươi hai con đường, một, để lâm vũ khởi đến cùng ta đàm luận, hai, ta đánh ngươi đến thành thật, lại theo ta đàm luận. Ha 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 ha, thi cương dương cười to, người trẻ tuổi, người thực sự là quá ngông cuồng, hắn biết lang hàn là ai, Lúc trước Lăng Hàn thay Lâm Vũ khởi thu được gia tộc tỷ thí thứ nhất, chuyện này lưu truyền rất rộng, ba gia tộc lớn khác đều có nghe thấy, chỉ là lúc đó mọi người nghe một chút cũng thôi, ai sẽ để một tinh thần cảnh ở trong lòng. Khi hắn biết được Lăng Hàn bước vào Hằng Hà cảnh cũng sợ hết hồn, nhưng một đống thần thiết cấp 14 đặt trước mặt, hắn nơi nào có thể kiềm chế nổi tham lam. Không ngại nói thật với ngươi, coi như thần thiết là của ngươi thì đã làm sao? Nói miệng không bằng chứng, ai sẽ tin ngươi, nể tình ngươi cũng coi như có chút cống hiến ây những cái này xem như là đưa cho ngươi thi cương dương ném ra một chiếc không gian giới chỉ đùng giới chỉ rơi trên mặt đất xoay một vòng mà thi cương dương thì lộ ra vẻ khinh thường bảo lâm các ngoại trừ thánh nhân ai cũng không sợ lang hàn có thể thành thánh sao hiển nhiên không thể bởi vì hắn không có được tinh xa đại thánh thu làm đồ đệ lúc trước tân sinh cũng chỉ là xếp hàng thứ hai người thứ nhất là cổ đạo nhất nhưng sau khi cổ đạo nhất mất tích tinh xa đại thánh cũng không có thu lang hàn Điều này nói rõ, đại thánh căn bản không coi trọng hắn có thể thành thánh. Đại thánh cũng không coi trọng, vậy không kết quả rồi. Người mạnh hơn cũng chỉ là một hằng hà cảnh, bảo lâm các tứ đại gia tộc, hằng hà cảnh có bao nhiêu. Nhìn một vòng liền hù chết ngươi, giới chỉ xoay chuyển vài vòng, rốt cục cũng ngừng lại, lẳng lặng nằm trên đất. Mười vạn chân nguyên thạch, không ít, hắn cười nhạo nói, nắm lấy cút nhanh lên, nếu không một khối cũng không có. Mười vạn chân nguyên thạch, cường giả hằng hà cảnh mở miệng, Tùy tùy tiện tiện liền có thể kiếm được số này bất luận ở chỗ nào hằng hà cảnh cũng có thể xưng tụng là cường giả nhưng vậy thì như thế nào ở trong mắt thi cương dương hắn chả là cái cóc khô gì ta chính là trêu chọc ngươi làm sao thi cương dương hai tay ôm ngực đầy mặt trêu tức trái phải chỉ là một cái vừa đột phá hằng hà cảnh càng là ngốc đến ngây thơ lại một hơi giao hết thải thần thiết ra không hãm hại hắn lại gài bẫy ai làm sao không nhặt chê ít sao thi cương dương chó cắn áo rách nói chương một nghìn sáu trăm ba mươi sáu dám gài bẫy ta ta đã rất tốt bằng không một khối chân nguyên thạch cũng sẽ không phân ngươi mau mau nắm lấy cút cho ta lăng hàn cười ha ha nói rất lâu không nghĩ đánh người như thế chúc mừng ngươi để ta lại có kích động bạo lực ha ha ngươi còn muốn động thủ thì cương dương lắc đầu người trẻ tuổi cũng thật là khí thịnh cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng ra tay đó là tự dước lấy nhục vừa vặn cho hắn biết một hồi cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn kỳ thực có chút đố kỵ, mình tu luyện mấy chục triệu năm mới bước vào hàng hà cảnh, nhưng lăng hàn. Tinh lực dồi dào như một lò lớn, hiển nhiên trẻ tuổi đến không được. Đối phương có thể so với mình sống thêm hơn 100 triệu năm. Lăng hàn vẩy vẩy nắm đấm, người còn chưa xứng để ta động thủ, chỉ là đơn thuần đánh người mà thôi. Nho nhỏ tiểu cực vị, a, à, thi cương dương vừa định tỏ vẻ khinh thường, lăng hàn đã ra tay, một bàn tay lớn vồ tới, tinh thần hiện lên, trong ngân hà óng ánh khắp nơi, tuy chỉ có hơn 80 ngôi sao, nhưng mỗi một cái so với tinh thần bình thường thì lớn hơn trăm lần. Hắn lập tức cảm ứng được áp lực đáng sợ kéo tới, kinh phong xẹt qua, để làn da của hắn mơ hồ đau rát. Kinh địch, không thể khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, cũng có tinh hà hiện lên, tô điểm chí ít 700 ngôi sao, mang ý nghĩa tu vi của hắn đạt đến trung cực vị hậu kỳ, so với lăng hàn cao hơn tứ tinh. Muốn chết, hắn phản kích, giơ tay chộp tới ít hầu của lăng hàn, Hắn muốn lấy phương thức làm nhục bắt Lăng Hàn, lưu cho đối phương một hồi ức vĩnh viễn khó quên. Oanh, bàn tay lớn của Lăng Hàn chộp tới, dễ dàng liền đánh nát công kích của Thi Cương Dương, hiện tại hắn ngay cả hàng hà cảnh đại viên mãn cũng có thể chống đỡ, chung cực vị lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Cái gì? Thi Cương Dương kinh ngạc thốt lên, suýt chút nữa sợ vãi tè. Chỉ là tiểu cực vị mà thôi, làm sao có khả năng mạnh như thế? Lăng Hàn nắm chặt tay lại, đã nắm cái cổ của Thi Cương Dương, nguyên lực xung kích toàn thân thi cương dương nhất thời tê dại căn bản nhúc nhích không được một ngón tay hắn thật bị kinh ngạc sướng sờ chỉ biết nhìn lăng hàn con người cũng muốn lổi ra há mồm lăng hàn lạnh lùng nói thi cương dương miễn cưỡng lắc đầu ngậm miệng chặt chẽ cái này ngẫm lại cũng không thể có chuyện tốt gì a à. lăng hàn nắm vào trong hư không một cái hút không gian giới chỉ rơi trên mặt đất tới thần thức quét qua nhất thời có một đống lớn chân nguyên thạch rơi ra xếp thành núi nhỏ hắn cầm lấy một khối nhét vào trong miệng thi cương dương ngươi ngươi làm gì thế thi cương dương vừa kinh vừa sợ vội vã lấy thần thức truyền niệm há mồm lăng hàn một cái tát quất tới đánh cho hàm răng của thi cương dương buông lỏng miệng tự nhiên mở ra lập tức nhét vào một khối chân nguyên thạch chống đến miệng hắn biến hình lăng hàn lại cầm lấy một khối chân nguyên thạch nhét vào thi cương dương không khỏi tứ chi co rúm con ngươi cũng muốn lổi ra khó chịu a à, hắn là hàng hà cảnh một đòn toàn lực ngay cả chân nguyên thạch cứng rắn cũng có thể dễ dàng đánh nát. Nhưng hắn lại không tu thể phách, hiện tại nguyên lực bị áp chế, không cách nào hình thành tấm chắn, thể phách sao có thể so với chân nguyên thạch. Bị nhét vào hai khối chân nguyên thạch, yết hầu lập tức tổn thương, trong miệng phun ra huyết, chỉ cảm thấy đau đến tận xương. Lăng Hàn không chút lưu tình, nhét vào khối chân nguyên thạch thứ ba. Cho dù tu vi bị phong bế, hằng hà cảnh dù sao cũng là hằng hà cảnh, nào có dễ dàng chết như thế. Người thật quá mức rồi, thì ra ta, không, Bảo Lâm các ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thi Cương Dương còn mạnh miệng, lấy thần thức kêu gào. "Ồ, còn có chút cốt khí a." À. Lăng Hàn cười nói, lại cầm qua một khối chân nguyên thạch nhét vào trong miệng Thi Cương Dương. "Ngươi không phải trâu bò hò hét, dùng 10 vạn chân nguyên thạch muốn tống cổ ta sao?" "Ha ha, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi dùng 10 vạn chân nguyên thạch đập ta, ta liền đưa toàn bộ 10 vạn chân nguyên thạch này cho ngươi, nhìn cái bụng của ngươi có có thể chống đỡ bao nhiêu." Thì Cương Dương vừa nghe, không khỏi rõ ràng, ăn đi 10 vạn chân nguyên thạch này, hắn có thể căng nứt cái bụng hay không? Hẳn là sẽ không, coi như không tu luyện thể phách, thân thể của Hằng Hà cảnh cũng rất mạnh, rất khó khăn bị căng nứt, nhưng chân nguyên thạch cũng cực kỳ kiên cố, căn bản không phải thân thể có thể tiêu hóa, vậy ăn vào sẽ ra sao? Vừa nghĩ tới những bộ vị khác của mình đều rất bình thường, chỉ có cái bụng còn lớn hơn núi nhỏ, dáng dấp kia xẹt qua đầu óc, liền để hắn cả người phát lạnh. Hắn không hiểu mình so với Lăng Hàn cao hơn một cảnh giới nhỏ, coi như Lăng Hàn là thiên tài tứ tinh, vậy mọi người cũng chỉ đánh hòa nhau, hắn làm sao dễ dàng bị chân áp như vậy. a à, hắn lắc đầu liên tục, lại bị nhét vào một khối chân nguyên thạch, cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng một đoạn. Lăng Hàn mỉm cười, nhưng ở thi cương dương xem ra, cái này cùng ma quỷ không khác nhau gì cả. Người không sợ bảo lâm các ta trả thù sao? Thi cương dương oán hận nói, đùng, Lăng Hàn quất tới một bà tai ngươi có phải là ăn đá ăn choáng váng không nếu như ta sợ còn sẽ xuất thủ quả nhiên dám hát đồ vật của ta trí thông minh của ngươi có vấn đề nghiêm trọng a à? thì cương dương thật muốn khóc làm sao liền chọc một sát tinh như thế không chỉ thực lực mạnh đến khủng bố hơn nữa là tên thô lỗ căn bản không kiêng rẻ gì ngay cả bảo lâm các cũng không có để ở trong mắt ta trả lại cho ngươi hắn vội vàng kêu lên thật sợ lăng hàn làm thịt mình không vội lăng hàn lắc lắc đầu Ngược lại ngươi cũng chạy không được, chúng ta vui đùa một chút a. À. Chơi muội muội ngươi a." À, Thi Cương Dương ở trong lòng kêu lên, ta không chịu được a. À. Lăng Hàn trừng mắt lên, có phải ngươi ở trong lòng mắng ta không? A." À, Thi Cương Dương vội vàng lắc đầu, nhưng trong miệng lại bị nhét vào một khối chân nguyên thạch, khó chịu đến bốn chân đạp loạn. Làm người phải minh bạch rõ ràng, lén lút mắng người là thói quen xấu. Lăng Hàn một bộ tận tình khuyên nhủ, Thi Cương Dương muốn chửi má nó trong lòng ta mắng hai tiếng liền bị ngươi chỉnh thành như vậy, nếu như mắng ra tiếng còn cao đến đâu. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán giận một hồi, lại nơi nào dám nói ra. chương 1637, giấu giếm một tay. Ăn ngon chứ, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không cần phải gấp gáp, không có người tranh giành với ngươi. Lăng hàn nhét vào một khối lại một khối, tiểu tử, dám hắc đến trên đầu hắn. Thì cương dương khó chịu đến sắp chết rồi, nhưng chỉ là đau đớn trên thân thể làm sao có khả năng để một cường giả hằng hà cảnh ngất đi hắn khóc ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó bỏ qua cho ta đi phí lời thần thiết kia vốn là của ta ngươi hào phóng gì chứ lăng hàn tiếp tục nhét đá đối phương dùng 10 vạn chân nguyên thạch này nhục nhã hắn hắn đương nhiên sẽ không chút khách khí nhục nhã trở lại thi cương dương khóc sớm biết nên cho lăng hàn một khối chân nguyên thạch a lăng hàn tăng nhanh tốc độ non nữa ngày sau mười vạn chân nguyên thạch toàn bộ tiến vào cái bụng của thi cương dương hiện tại miệng của tên này căn bản không đóng lại được duy trì dáng dấp mở lớn mà cái bụng thì lớn đến trình độ khiến người ta trố mắt từng khối từng khối chân nguyên thạch ở trên bụng lồi ra dấu vết khiến người ta lo lắng cái bụng này có thể nổ hay không nhưng cường giả hằng hà cảnh khẳng định tu luyện qua thể phách chỉ là không cao mà thôi làm sao có khả năng dễ dàng bị căng nứt như vậy lăng hàn vỗ vỗ hai tay hết sức hài lòng mà nhìn tác phẩm của mình hiện tại thi cương dương vô cùng khôi hài đầu nhỏ ở trên một cái bụng to lớn. Hắn lấy xuống hết thảy không gian linh khí trên người thi cương dương, nhưng quét qua một hồi, không khỏi sầm mặt lại, bên trong chỉ có 17 khối thần thiết cấp 14, mà còn lại đều chỉ là chân nguyên thạch, gộp lại tuy có vài trăm triệu, nhưng so với thần thiết hắn đưa ra, cái này thiếu rất nhiều. Người cũng thật là muốn chết, lăng hàn dơ quả đấm lên, một trận đánh mãnh liệt. Đánh thoải mái xong, lăng hàn ném thi cương dương qua một bên nói. Cho người ba ngày, chuẩn bị kỹ càng toàn bộ những thứ thuộc về ta, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Hắn suy nghĩ một chút, ta tìm một trăm con heo được bảo hoa cúc ngươi. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi, cả người thi cương dương run cầm cập, hắn thật muốn lập tức rời một đồ tinh, nhưng tu vi bị áp chế, hắn chạy được sao? Lăng hàn ra bảo lâm các, vẫn chưa đi vài bước, liền nghe một âm thanh yểu điệu nói. Ơ, ờ, cái này không phải hàn đệ đệ sao? Lâm vũ khởi, lăng hàn xoay người lại, ánh mắt có chút lạnh, Ngươi còn dám tới gặp ta, làm sao không dám, ngươi lại không phải con cọp ăn thịt người, còn sợ ngươi ăn lão nương sao. Lâm Vũ khởi chập trờn vòng eo thon thả lại đây, đường cong mông lớn lộ liếu, để người chung quanh không khỏi che mũi, sợ máu mũi phun mạnh mà ra. Lão nương không đến, đồ vật của ngươi cũng không còn. Nàng ném qua một chiếc nhẫn, lang hàn tiếp nhận, thần thức quét qua, không khỏi kinh ngạc, bên trong có lượng lớn thần thiết, từ cấp 11 đến cấp 13, mỗi một loại đều là số lượng rất lớn. Lão nương vẫn ra sức làm việc cho ngươi, bất quá nửa năm trước tên khốn kia lại đây, mạnh mẽ đoạt vị trí của lão nương, có điều lão nương cũng để lại một tâm nhãn, mới có thể bảo vệ những thứ đồ này cho ngươi, mặt khác còn có rất nhiều thần thiết cấp 14 ở chỗ tỷ tỷ. Lâm Vũ khởi thăm thầm nói, một bộ bị ủy khuất. Lăng Hàn đạt được những thần thiết này, nộ khí trong lòng tự nhiên tiêu hơn nửa nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tên khốn họ thì kia có ý nghĩ với tỷ tỷ, dựa vào danh nghĩa thị sát mà đến, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ mỗi cách mấy ngày liền có thể lấy ra một khối thần thiết bán đấu giá, liền động tham niệm, đoạt đi quyền lực của tỷ tỷ. Lâm Vũ khởi giải thích, may là, tỷ tỷ còn ở trong hầu bàn xếp vào một người, chỉ cần ngươi đến, hắn sẽ lập tức đến thông báo tỷ tỷ. Lăng Hàn ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía bảo Lâm Các. Này này này, ngươi làm gì thế? Lâm Vũ khởi vội vã ngăn cản, lão nương ở đây thấy ngươi, chính là vì tách họ thi kia, ngươi lại tự chui đầu vào lưới nàng tự nhiên không biết lăng hàn đã cường đại đến trình độ có thể tiện tay chấn áp thi cương dương chỉ lo lăng hàn khí thịnh trở lại cùng thi cương dương lý luận cái này không phải đưa dê vào miệng cọp sao lăng hàn không lên tiếng chỉ nhanh chân mà đi lâm vũ khởi làm sao có khả năng ngăn được hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo sau làm sao cũng phải khuyên nhủ thi cương dương tương lai lăng hàn có khả năng bước vào thánh cảnh người như vậy chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội nhưng theo lăng hàn một đường sông vào hậu việt nàng không khỏi há miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái này, cái này, đây là cái quỷ gì? Đó là thi cương dương. Mặt thì đúng, nhưng thân thể kém quá nhiều, tên mập mạp chết bầm này là tình huống thế nào? Thi cương dương đang nôn đá, bởi vì tu vi bị phong ấn, muốn nôn chân nguyên thạch trong cơ thể ra vô cùng khó khăn, đến hiện tại cũng chỉ phun ra mười mấy khối, hắn nhìn thấy lăng hàn, không khỏi sợ đến chân run cầm cập, tại sao ngươi lại đến rồi? Vậy thì ba ngày, có nhanh như vậy sao? lăng hàn đấm ra một quyền oanh thi cương dương nhất thời bị hắn oanh thành nát cặn chân nguyên thạch bay loạn đầy trời nếu vật bị mất đã tìm về vậy thi cương dương cũng không có tác dụng dám hắc đồ vật của hắn hơn nữa con số khổng lồ như thế không giết không hết hận lâm vũ khởi vẫn không có phục hồi tinh thần lại đưa ra một hồi lâu lúc này mới nhảy lên người dĩ nhiên giết thi cương dương không cần cảm ơn lăng hàn gật đầu cười lâm vũ khởi cầm lấy ống tay áo của hắn kia là một tên cường giả hằng hà cảnh chết một cái đối với Bảo Lâm Các mà nói đều là động đất, tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. lang Hàn cười nói, không có chuyện gì, người liền truyền tin tức trở lại, nói tên kia phát hiện một bảo tàng, kết quả thời điểm đi thám hiểm bị người làm thịt. Ngươi là muốn tỉ tỉ nói dối giúp ngươi, Lâm Vũ khởi lật lên khinh thường, đừng nói ngươi không muốn hắn chết, được rồi, tỉ tỉ cũng chán ghét một con ruồi cả ngày bay trước mặt, nhưng ta cũng không có lừa ngươi, hằng hà cảnh đối với Bảo Lâm Các mà nói quá trọng yếu, đặc biệt là thi cương dương, hắn mới hơn một ức tuổi, có tư cách sung kích hàng hà cảnh đại viên mãn, không chỉ ở thi gia được chú ý, ở trong bảo lâm các cũng cực kỳ được coi trọng. Lâm Vũ khởi nghiêm mặt nói, chương 1638, quay đầu trở lại. Lang Hàn không đáng kể nói, không có chuyện gì, người cứ việc truyền tin tức quay lại đi, chờ người bảo lâm các đến chí ít đã là chuyện 4-50 năm sau. Hắn hiện tại thiếu chỉ là thời gian, 40, 50 năm sau hắn lại sẽ cường đại đến mức độ nào. Lăng Hàn trở lại, Lâm Vũ khởi thu thập tàn cục, nếu như thi cương dương chết, nàng còn không thể thu hồi quyền khống chế bảo lâm các, vậy năng lực của nàng không khỏi cũng quá thấp. Trở lại Vũ Viện, Lăng Hàn liền phân loại thần thiết, sau đó lấy ra tiên ma kiếm, bắt đầu nuốt chừng. Theo từng khối từng khối thần thiết biến thành cặn bã, phẩm chất của tiên ma kiếm cũng hỏa tốc tăng lên. Cấp 12, cấp 13, liền thăng cấp 2, nhưng tiên ma kiếm không thể xông lên cấp 14, bởi vì thần thiết cấp 13 thiếu một chút. Lăng Hàn phái Đinh Bình đi một chuyến, để Lâm Vũ Khởi tiếp tục thu thập thần thiết cấp 13 cho hắn, số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần chừng 20 khối là được. Nhưng cấp bậc càng cao, thần thiết liền càng khó cầu, cái này không phải là mấy ngày liền có thể làm được, có thể một năm, cũng có khả năng mấy năm. Lăng Hàn bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu chuẩn bị xung kích trung cực vị, mà nữ hoàng đại nhân đã bước vào trung cực vị, hiện tại tiên thai của nàng còn cường đại hơn cổ đạo nhất, mười thế thân đồng thời tu luyện, không nhanh đó mới gọi không có thiên lý sau khi thiên phượng thần nữ chiếm được truyền thừa của ba con phượng vương, tu vi cũng bắt đầu bão táp. Cái này không phải lập tức liền thể hiện ra, mà là để nàng ở trước khi bước vào thánh cảnh tốc độ tu luyện tăng cao vạn lần, bởi vậy, ngăn ngắn mấy tháng mà thôi, nàng liền bước vào tinh thần cảnh trung cực vị, vượt qua thiên kiếp còn không bao lâu, cũng đã kiếm chỉ đại cực vị. Mặt khác, Phú Hoàng, vô tường thánh nhân mượn lực lượng của thánh dược cũng bước vào tinh thần cực cảnh, nhưng tự nhiên trước sau không bước ra bước đi này. Oanh, ngày đó, tháng ngày bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ, cửa viện của Lăng Hàn bị người đập phá, xông tới ba người. Ở trong vũ viện, có một quy định thành văn bản rõ ràng, chính là nơi ở của học sinh thuộc về cấm địa, bất luận người nào cũng không thể tự tiện xông vào, bằng không, sẽ có viện quy nghiêm khắc xử phạt, nhẹ trực tiếp khai trừ ra ngoài, nặng, phế bỏ tu vi, thậm chí xử tử cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, hết thầy học sinh đều vô cùng yên tâm, nơi ở là cảng tránh gió tuyệt đối, có thể an tâm bế quan tu luyện. Nhưng lúc này đây, cái thiết luật này bị đánh vỡ. Ba người xông vào nơi ở của Lăng Hàn, dáng dấp hùng hổ. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy ba người này phân biệt là hai nam một nữ, hắn nhận ra hai người trong đó, nam tử chính là bát viện bá chủ Thái Miểu, cô gái kia là thân phận cao quý, thê tử của Đại Thánh. Chu Tú Nhi, tên nam tử cuối cùng rất trẻ tuổi, trẻ tuổi chân chính về mặt ý nghĩa, chừng 20 tuổi mà thôi, Tu Vi vừa bước vào sơn hà cảnh, cái này hết sức kinh người, năm đó lăng hàn cũng chỉ đến như thế lăng hàn chu tú như uy nghiêm đáng sợ kêu lên ngón tay chỉ lăng hàn trên mặt tràn đầy oán hận lúc trước nàng muốn gieo vạ lăng hàn ở trên tân sinh luận võ cố ý thiên vị giúp cổ đạo nhất kết quả đại thánh tự mình mở miệng bình định chẳng khác gì là đánh nàng một bạt tai tuy nàng ghi hận trong lòng nhưng dám cùng đại thánh đối nghịch sao hiện tại không giống con trai của nàng coi như thánh nhân đời kế tiếp đến bồi dưỡng mà nàng lại giáo dục nhi tử đến ngoan ngoãn chỉ nghe lệnh nàng, ngay cả đại thánh cũng không dám đối với nàng như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể không nhìn nhi tử sao? Bởi vậy, nàng rốt cuộc khí thế hùng hổ mà đến báo thù. Sự chậm trễ này chính là mười mấy năm, nàng cũng nhịn một bụng khí. Lăng Hàn cười nhạt, ôm quyền nói, xin chào thánh mẫu, lễ không thể bỏ, hắn không thể để người nắm cán. Thấy thánh mẫu, còn không quỳ xuống, thái miểu uy nghiêm đáng sợ nói, đối với Lăng Hàn phá hoại truyền thống hắn vẫn canh cánh trong lòng. Chu Tú Nhi ngạo nhiên ôm ngực, nàng đương nhiên phải bắt bí uy nghiêm của thánh mẫu một hồi. Lăng Hàn lắc đầu nói, trong vũ viện có quy định nào, thấy thánh mẫu cần quỳ xuống. Cái này không phải vũ viện quy định, mà là tôn trọng ít nhất, người dám bất kính thánh nhân sao. Thái miểu lớn tiếng quát lên, trong bốn bá chủ bắt viện, Dư Tố Tố vẫn chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, hy vọng lấy trận nhập thánh, đến hiện tại còn không có ra mặt. Mà nhậm phi vân là đứng bên Lăng Hàn, tuy kỳ thiên cũng là người ủng hộ truyền thống, nhưng còn lâu mới cấp tiến như Thái Miểu, đặc biệt là truyền ra tin tức lang Hàn dám cùng Thánh Mẫu đánh nhịp, hắn cũng không có kiên trì nhất định phải để lang Hàn cúi đầu nữa. Cũng chỉ có Thái Miểu từ đầu đến cuối không nhả ra, chỉ là lang Hàn trước vẫn ở trong hắc tháp, hoặc ở trong viện của mình, lấy thân phận của hắn lại không thể cả ngày ở cửa bảo vệ, chưa từng có cơ hội xuất thủ. Cho đến lúc này, Thánh Mẫu đại nhân đích thân tới, còn mang theo thánh tử, muốn tìm lang Hàn phiền phức, cùng hắn ăn nhịp với nhau, lúc này liền xông vào. Trời sập xuống, không phải có thánh mẫu thánh tử gánh sao?" Lăng Hàn lắc đầu nói, "Tôn kính thánh nhân là để ở trong lòng, mà không phải làm ra cho người xem." Ngụy Biện, Thái Miểu hừ lạnh, "Ngươi có quỷ hay không? Lúc trước Lăng Hàn chính là không chịu chui qua lỗ chó, lúc này mới dẫn ra phiền phức phía sau, vậy hiện tại, thánh mẫu đại nhân mang theo thánh tử đích thân tới, ngươi còn có thể kiên trì cốt khí sao?" Lăng Hàn đơn giản nhìn về phía người trẻ tuổi kia, cái này đương nhiên chính là con trai độc nhất của Tinh Sa đại thánh tiểu hài lúc trước một mực muốn cưỡi ngựa, còn bị hắn dọa. Mười mấy năm trôi qua, tiểu hài lúc trước cũng đã biến thành thanh niên phong thần tuấn lãng, là một nhân tài. Hắn cười cợt nói, người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi này lộ ra nụ cười ngại ngùng nói, ta tên mật học danh, hóa ra, tinh xa đại thánh họ mật, lang hàn không khỏi cười, lúc trước mật học danh này là ngoan chủ, coi tinh thần cảnh là ngựa cưỡi, nhìn thấy tỷ tỷ đẹp đẽ liền nói muốn kết hôn làm thê tử, nhưng hiện tại lại ra mặt non như thế, hẳn là tinh xa đại thánh dạy dỗ ra, con cháu thế gia chân chính dĩ nhiên kiêu ngạo, nhưng bình thường đều là kiêu ngạo ở trong xương, từ bề ngoài xem ngược lại là bình dị gần gũi, một điểm ngạo khí cũng không có. chương 1639, Thánh Nhân bỗng nhiên đến thượng. Lăng Hàn, chu Tú Nhi cùng Thái Miểu đồng thời quát mắng, người đây cũng quá hung hăng, lại dám hoàn toàn không nhìn hai người bọn họ. Bắt hắn, chu Tú Nhi cuối cùng không thể nhịn được nữa, lúc trước Lăng Hàn cũng như thế, hoàn toàn không để nàng ở trong mắt, cho nàng mà nói, muốn cũng chỉ là mặt mũi mà thôi, cúi đầu với nàng có khó khăn như thế sao? Thái miều cười gần, có thánh mẫu đại nhân ở đây, bây giờ còn có ai dám ngăn cản hắn? Nhậm phi vân không dám, ngay cả minh tâm thánh nhân cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, người cũng không thể hò hét với sư nương A. À. Vèo, một làn gió thơm thổi qua, loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cùng nhau xuất hiện, phân chia ở hai bên lăng hàn. Nữ hoàng đại nhân liếc nhìn chu Tú Nhi, nàng cực kỳ kiêu ngạo yêu kiều, quản ngươi cái gì thánh mẫu, dám vô lễ với phu quân của nàng, vậy chính là xúc phạm uy nghiêm của nàng, mà nữ hoàng giận dữ, kia là phong vân thất sắc. hí, chu tú nhi mắt hạnh trợn to, hô hấp đình trệ, thế gian này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? bất kể là dung mạo, vóc người hay khí chất, đều hoàn mỹ đến trình độ không cách nào nói ra lời. lớn mật, nữ hoàng đại nhân bay lên cao một trượng, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào ba người chu tú nhi, dám vô lễ với phu quân của ta các ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Bị khiển trách như thế, chu Tú Nhi mới tỉnh hồn, không khỏi giận dữ, nữ nhân hèn hạ này lại dám trách cứ mình, hơn nữa còn cố ý bay lên một trượt, người đây là miệt thị ta cỡ nào? Nàng cũng phù thăng lên, vượt lại loạn tinh nữ hoàng một trượng nói. Thấy bản thánh mẫu, còn không quỳ xuống hành lễ, lăng hàn nở nụ cười, thò ra bàn tay lớn ôm nữ hoàng nói. Không nên cùng người như thế đấu khí, tội gì chứ? Ừm, nữ hoàng ngọt ngào nở nụ cười, ôn nhu vạn phần. Đề, thái miểu đố kỵ đến con mắt đỏ bừng, dù hắn tự cho là thiên kiêu, một lòng chỉ có võ đạo, nhưng nhìn thấy nữ hoàng đại nhân vẫn tâm thốc dao động, hoàn toàn không kiềm chế được. Nhưng tiên tử cao quý, tuyệt sắc như vậy lại như chim nhỏ nép vào người, dựa vào trong lồng ngực lăng hàn, quả thực là đâm dao gam ở trong lòng của hắn A. À. Hư, không tuân truyền thống, chống đối thánh mẫu, còn không ngoan ngoán cúi đầu nhận tội. Hắn cuối cùng ra tay, tóm về phía lăng hàn, dám, nữ hoàng trừng mắt phượng thân hình nhảy ra nghênh tiếp về phía thái miểu oanh khí tức kinh khủng cuốn lên cao đây là lực áp bách đặc hữu của tiên thai hiệu quả tương tự thiên uy của lăng hàn để đối thủ không cách nào phát huy ra toàn lực nữ hoàng đại nhân như vậy ngay cả bá chủ cũng không dám khinh thị thái miểu không muốn cùng nữ hoàng là địch nhưng hiện tại muốn không đánh cũng không được chỉ có thể biến đổi chiêu thức tóm về phía nữ hoàng đại nhân cũng được nữ nhân cao quý kiêu ngạo như vậy muốn chinh phục bước thứ nhất liền phải đánh nát sự kiêu ngạo của nàng đánh nát như thế nào đương nhiên là bằng thực lực nữ hoàng đại nhân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười viên gạch đã tế ra nữ hoàng cùng thái miểu ác chiến rất nhanh chiến lên trời cao nơi này cho dù có thánh nhân bày xuống trận pháp nhưng hai đại hằng hà cảnh đặc biệt là sức chiến đấu đạt đến cường giả đại viên mãn đấu đối diện khẳng định sẽ nổ hết thảy nát bét đương nhiên không có trận pháp như vậy tất cả sẽ không còn tồn tại nữa lục địa biến thành thương hải Đại chiến như vậy tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, dồn dập từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này vừa nhìn, người nào cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Thật mạnh mẽ, quá mạnh, đây là người nào a, à, lại có thể cùng bá chủ ác chiến. Sư Tố Tố, không phải, có người nhận ra thân phận của nữ hoàng, nhỏ giọng nói ra, rất nhanh truyền tới trong tai mỗi người. Tân Sinh khóa này, những học sinh cũ vừa nghe, mỗi người tê cả ra đầu. Khóa này đều là yêu nghiệt gì a? À? trước cổ đạo nhất chính là tuyệt thế tiên thai, được xưng vạn cổ thiên kiêu, được đại thánh thu làm đệ tử chân truyền, đón lấy, lại ra một lăng hàn, lấy danh tiếng thân phận đầu sỏ truyền xa, ngay cả thánh mẫu cũng dám chống đối. Mà thực lực của lăng hàn cũng kinh người, sức chiến đấu ép thẳng cổ đạo nhất, những học sinh cũ giao thủ tay của hắn liên tục chịu thiệt, có người nói ngay cả hàng hà cảnh đại viên mãn cũng không nhất định chân áp được. Nhưng bất luận làm sao, trong lòng những học sinh cũ đều có một phòng tuyến không thể gãy chính là bá chủ không thể địch, Bất luận tân sinh yêu nghiệt cỡ nào, gặp phải tứ đại bá chủ đều chỉ có cúi đầu xưng thần. Nhưng mà hiện tại, đạo phòng tuyến kia cũng bị công phá. Loạn tinh nữ hoàng đang cùng bá chủ ác chiến, chỉ hơi hạ xuống phong. Sao có thể có chuyện đó? Là cục gạch này, không sai, thông qua quan sát của ta, cục gạch này nắm giữ hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ, thật giống như có thể hấp thu công kích. Nếu không, nữ tử kia bất luận làm sao cũng không thể ngang hàng bá chủ. Ngay cả như vậy, thực lực của nữ tử kia cũng hết sức kinh người, vẻn vẹn chỉ hơi rơi xuống hạ phong, cũng đẹp đến kinh người. trời ạ, à, thế gian tại sao có thể có tuyệt sắc như vậy, cao quý như vậy, kiêu ngạo như vậy, ngay cả dáng dấp tức giận cũng khiến người ta say rồi. dung nhan của nữ hoàng chỉ bị tân sinh thấy, trong học viện cũng không có học sinh cố gặp qua dung nhan tuyệt thế của nàng. hiện tại vừa thấy, để mỗi người đều kinh Diễm vạn phần, nhưng về một phía mà ủng hộ nàng, đương nhiên cái này đều là nam sinh nữ sinh là từng cái từng cái đố kỵ đến phát điên, hận không thể nói thái miểu vạch mặt của nữ hoàng đại nhân. Chỉ là giới võ đạo từ trước đến giờ nam nhiều nữ ít, bát viện cũng không ngoại lệ, nữ đệ tử gộp lại chỉ chừng 30 tên, tự nhiên không khống chế được đại cục. Tất cả mọi người đều đang hò hét trợ uy cho nữ hoàng, nào quan tâm sau đó có thể bị thái miểu từng cái tính sổ hay không. Hừ, chu Tú Nhi nổi giận, lạnh rên một tiếng, bày ra tư thế của thánh mẫu. Yên tĩnh, ai còn dám nói nhiều một câu, lập tức khai trừ. Ở tuyệt đại bộ phận người mà nói, hai chữ thánh mẫu vẫn tràn ngập lực uy hiếp, bởi vậy, rất nhanh mọi người liền ngậm miệng lại, nhưng trong lòng tự nhiên còn trợ uy thay nữ hoàng, cái này thánh mẫu đại nhân ngươi quản không được đi. Lăng Hàn nhìn về phía mật học danh ngoác ngoác tay, mật sư đệ, đến, chúng ta tâm sự, cái này, đây là công nhiên khiêu khích ha.